đạo hữu quá lời ngược lại không đến nỗi mạo hiểm chỉ là dùng một chút thủ đoạn đàm phán để ép người kia đáp ứng giao dịch mà thôi đến lúc đó đạo hữu nhìn ánh mắt ta mà phối hợp là được ta có thể cam đoan trong quá trình này tuyệt không có bất kỳ nguy hiểm nào hắc lang lập tức nói ra tuy nói như vậy nhưng ta cũng không thể tin lời từ một phía muốn ta phối hợp với ngươi cũng được ta cũng có một điều kiện hàn lập suy nghĩ một chút rồi nói mời đạo hữu nói hắc lang khẽ giật mình gật đầu nói chắc hẳn hắc lang đạo hiếu cũng đã biết, ta cũng không phải đi lẻ loi một mình mà còn có một đồng bạn khác, hai người chúng ta trước giờ cùng nhau hành động, muốn ta phối hợp với người thì phải cho hắn tham gia vào. Hàn lập cười rồi chuyển giọng nói, nếu là điều kiện này cũng không có vấn đề gì, chỉ cần là người ngươi tin tưởng, càng nhiều người giúp đỡ càng tốt. Hắc lang hơi trần chờ, sau đó gật đầu đáp ứng nói. Hàn lập nghe lời này, trong mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức khôi phục lại. Nếu hắn và Thạch Xuyên không hành động cùng nhau, cứ cho là có nguy hiểm phía sau, chỉ cần không có tu sĩ đại la xuất hiện, hắn tự tin có thể toàn thân trở ra. Vì Tử Dương Noãn Ngọc, mạo hiểm một chút cũng đáng giá. Nếu như thế, chúng ta liền đi thôi." Hắc Lang đứng lên, bộ dạng không muốn chờ đợi nói. Hàn Lập cũng không muốn chậm trễ, lập tức đứng dậy, hai người nhanh chóng rời khỏi trà lâu. Bên ngoài trà lâu, một bóng người cao lớn đang đứng ở đó, chính là Thạch Xuyên Không. Xảy ra chuyện gì, lại gấp gáp truyền tin gọi ta đến như vậy? Thạch Xuyên không nhìn Hắc Lang phía sau một chút, nhíu mày hỏi. Bờ môi Hàn Lập khẽ nhúc nhích, truyền âm kể đại khái một lượt việc giao dịch với Hắc Lang. Giao dịch này nghe cũng không tệ lắm, vị này chắc là Hắc Lang đạo hữu a, à, xin mời đi trước dẫn đường. Trong mắt Thạch Xuyên không lóe lên vẻ vui mừng, lập tức nhìn Hắc Lang nói. Được rồi, được rồi, xin mời hai vị theo ta. Hắc Lang gật đầu nhẹ với Thạch Xuyên không, cũng không gọi thú xa mà bước nhanh tới phía trước. Thạch Xuyên không lập tức theo sát phía sau ánh mắt dò xét bốn phía, tựa hồ lo lắng Hắc Lang sẽ có thủ đoạn gì. Hàn Lập cũng đang muốn đuổi theo, chợt nhớ tới một chuyện, vẫy tay kêu Lô Giải đang đợi gần đó đến. Hai ngày qua đã vất vả cho ngươi chở chúng ta đi khắp nơi, đây là thù lao. Hàn Lập lấy ra bảy tám khối cực phẩm ma thạch đưa cho Lô Giải. Đa tạ tiền bối trọng thưởng, Lô Giải thấy nhiều cực phẩm ma thạch như vậy, mừng rỡ luôn miệng nói tạ ơn. Hàn Lập khoát tay áo, nhanh chóng bước đi đuổi theo hướng hai người thạch xuyên không. Ba người sau một hồi rẽ qua ngoặt lại, liên tiếp xuyên qua mấy con đường, tới trước cửa một cửa hàng có chút cũ kỹ. Cửa hàng này ở vị trí vắng vẻ, nhưng quy mô cũng không nhỏ, tấm bảng trên cửa viết ba chữ to màu vàng thiên khung phố, tỏa ra khí thế bất phàm. Lúc này trong cửa hàng có phần vàng vẻ, không có một người khách nào, chỉ có một nam tử dáng người thon gầy khoảng hơn 40 tuổi ngồi phía sau quầy, cúi thấp đầu đang xem gì đó, còn có một thiếu niên người hầu đang sắp xếp vật phẩm trên kệ. Ba vị khách quý, hoan nghênh đến cửa hàng nhỏ này không biết các vị cần vật phẩm gì trưởng Quý thon gầy nghe được thanh âm người đến ngẩng đầu nhìn lên trên mặt lộ ra dáng tươi cười quen thuộc của người làm ăn hắc lang không thèm để ý đến trưởng quỹ tự mình đi đến phía các kệ hàng chung quanh hàn lập cũng bước vào trong cửa hàng nhìn bên ngoài cũ kỹ nhưng hàng hóa bên trong khá đa dạng không thiếu những chân phẩm cao dai ba vị khách quý cửa hàng nhỏ này tại hắc xứ thành mặc dù không tính là cửa hàng cao cấp nhưng cũng đầy đủ các loại hàng hóa sẽ không để ba vị thất vọng. Trưởng quý cũng không có phiền lòng, từ phía sau quầy đi ra, giới thiệu một chút với Hắc Lang, đồng thời âm thầm dò xét Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không đi phía sau. Trong lúc trưởng quỹ dò xét Hàn Lập, Hàn Lập cũng đang quan sát người này, lông mày chợt nhíu một cái. Trưởng quỹ, cửa hàng các người ngoài bán ra, có thu mua vật phẩm hay không? Hắc Lang dạo sơ một vòng trong cửa hàng, dừng lại tại một góc, thấp giọng hỏi. Dĩ nhiên là có thu, nhưng không phải vật gì cũng thu, phải xem vật các hạ muốn bán là gì. Trưởng quỹ khẽ giật mình, trả lời. Hắc lang chậm rãi lật tay lấy ra một cái hộp ngọc màu đen, hơi mở ra một cái khe, từng tia ma khí kinh người dao động từ bên trong tản ra, mơ hồ có thể thấy là một đoạn rễ cây màu đen. Con mắt trưởng quỹ bỗng nhiên sáng lên, đang muốn nhìn kỹ, Hắc lang đã khép hộp ngọc lại, ánh mắt thoáng nhìn ra bên ngoài, ra hiệu nơi đây không tiện xem kỹ. Cái này, đạo hữu xin mời đi theo ta, chúng ta đến nội thất mật đàm, còn hai vị đạo hữu này, xin chờ ở đây một lát trường quỹ liền hiểu ý lập tức nhìn hàn lập cùng thạch xuyên không nói hai vị bằng hữu này của ta trên người cũng có chút đồ vật muốn bán hắc lang chen ngang lời của trường quỹ trong lòng hàn lập hơi động lật tay lấy ra một cái hộp gỗ thạch xuyên không cũng làm như vậy cách xa hộp gỗ cũng có thể cảm giác được bên trong truyền ra từng gỗ dao động khí tức kinh người nếu như thế ba vị đều đi theo ta đi trường quỹ thấy vậy khẽ giật mình lập tức cười nói dẫn ba người đi vào bên trong. Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không thoáng nhìn nhau, trao đổi một chút bằng ánh mắt, lúc này mới đi theo. Ba người rất nhanh tới một nhã gian được phong bế, không gian cũng khá rộng, chừng 7-8 trượng. Trường quý bấm niệm pháp quyết một chút, trên bốn mặt tường nhã gian hiện lên một tầng cấm chế thanh quang như nước, lập tức hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Nơi đây có bảy độc môn cấm chế, dù là tu sĩ thái ất đại thần thông cũng không thể theo dõi chúng ta nói chuyện, ba vị khách quý có thể yên tâm. Trưởng quỹ mời ba người ngồi xuống, nói ra, cấm chế nơi đây quả thật bất phàm, nhưng trước khi bàn chuyện mua bán, các hạ có nên hay không tự mình đi ra, lệ mỗ trước giờ không có thói quen giao dịch cùng khôi lỗi. Hàn lập không hề ngồi xuống, nhìn thẳng trưởng quỹ, cười nhạt nói. Thạch xuyên không cùng Hắc lang nghe vậy sắc mặt đều biến đổi, lập tức hiểu ra, đều nhìn tên trưởng quầy. Ha ha, vị đạo hữu này quả là tinh mắt, ta càng có hứng thú với cuộc mua bán lần này. Sau một hồi trầm mặc, cửa lớn của nhã gian lần nữa mở ra, một nam tử trung niên thon gầy khác cười ha ha đi đến. Thân sắc trưởng quỹ trong nhã gian chợt trở nên mờ mịt, sau đó bước ra ngoài từng bước thô cứng với dáng điệu của khôi lỗi. Khống hồn thuật của các hạ vô cùng huyền diệu, nếu không phải tại hạ từng luyện qua bí thuật tương tự, cũng không có cách nào nhìn thấu. Hàn lập âm thầm dò xét người tới, cười nhạt một tiếng. Nam tử trung niên thon gầy này có tu vi là kim tiên, nhưng trên người đeo một loại bảo vật che giấu khí tức, nên tu vi biểu hiện ra chỉ là cảnh giới chân tiên trong lòng hàn lập âm thầm buông lỏng tu vi chỉ là kim tiên thì với hắn cũng không cần quá lo lắng có nguy hiểm đạo hữu quá khen mời ngồi nam tử trung niên ngồi xuống hàn lập cùng thạch xuyên không ngồi xuống nhưng hắc lang vẫn đứng đấy như cũ vị đạo hữu này còn có vấn đề gì sao nam tử trung niên khẽ nhíu mày hỏi ngược lại là không có vấn đề gì chẳng qua là cảm thấy muốn gặp mặt ngươi cũng không ít chắc trở hắc lang chợt cười một tiếng nói ra, ngươi, trưởng quỹ nghe nói lời này, sắc mặt biến đổi, kinh nghi bất định nhìn Hắc Lang. Quan huynh, đã lâu không gặp, Hắc Lang vùng tay lên bấm niệm pháp quyết, trên thân thể đột nhiên hiện ra từng đạo hắc khí giống xúc tu, ngọ nguậy như là có sinh mệnh. Dung mạo của gã nhanh chóng biến đổi, hóa thành một thanh niên nam tử da đen mặt dài, ánh mắt hung ác, cả người nhìn giống như chó sói đã chịu đói khát mấy tháng liền. Giọng nói của Hắc Lang cũng biến đổi, trở nên khàn khàn bén nhọn hàn lập cùng thạch xuyên không từ sớm đều đã nhìn ra dung mạo trước đó của hắc lang là huyễn hóa mà thành cho nên cũng không có bất ngờ hắc lang ngươi vẫn còn sống thân thể trưởng quỹ chấn động lộ ra thần sắc khó có thể tin ta dĩ nhiên còn sống nhưng không nghĩ tới quan huynh vẫn ở lại hắc xứ thành thật sự là can đảm hơn người ở bên ngoài hắc xứ quân tìm kiếm tung tích chúng ta khắp nơi ngươi lại trốn ở đây quả là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất hắc lang mỉm cười nói sắc mặt trưởng quỹ biến hóa, trong mắt ẩn hiện sát cơ. Ta khuyên quan huynh không nên có tâm tư gì khác, thực lực ngươi mặc dù không yếu, nhưng nếu ta đã dám xuất hiện trước mặt ngươi thì tất đã chuẩn bị vẹn toàn, chỉ cần trong vòng một canh giờ ta không ra khỏi cửa hàng này, lập tức sẽ có người đem tất cả mọi chuyện báo cho hắc dấu quân biết, huống hồ còn có hai vị đạo hữu này ở đây. hắc lang kéo một cái ghế ngồi xuống, dáng vẻ không chút mảy may lo lắng. Trưởng quỹ nghe vậy trong mắt hơi híp lại, liếc nhìn sắc mặt vô cùng bình tĩnh từ đầu tới cuối của hai người Hàn Lập một cái, vẻ mặt gã nhanh chóng khôi phục lại, hỏi: "Nói đi, ngươi đến tìm ta làm gì?" Chương 790, hoàng tước phía sau. "Ha ha, dù sao ngươi và ta cũng coi như quen biết cũ, quan huynh cần gì phải từ chối từ ngoài ngàn dặm như vậy. Về phần mục đích ta tới đây, cũng là vì hai vị đạo hữu này, bọn họ muốn tới Hắc Dư Thành mua chút Tử Dương noãn Ngọc, ta liền giới thiệu bọn họ tới đây." Hắc Lang giơ một tay chỉ hai người Hàn Lập cười hắc hắc nói. Tử dương noãn ngọc là chân bảo bậc nào, loại tiệm nhỏ như tại hạ sao có được. Nếu hai vị đạo hữu muốn mua vật này, không ngại vào những cửa hàng thật lớn trong thành xem. Mặc dù tử dương noãn ngọc chân quý, nhưng những cửa hàng lớn kia chắc ít nhiều đều có hàng tích chữ. Trường quý gầy nhom nghe vậy, thần sắc lạnh nhạt nói với hai người Hàn Lập. Hàn Lập nghe lời này, không nói gì cười một tiếng, chuyển ánh mắt nhìn về phía Hắc Lang. Quan huynh, người sáng suốt chúng ta không nói lời mờ ám, nhóm tử dương noãn ngọc kia là mọi người chúng ta hợp lực, cửu tử nhất sinh mới lấy được, hai vị đạo hữu nhật tịch và nhật tạ chính vì điều này mới đền tính mạng theo. Trước đây ngươi ẩn cư không ra, ta tạm thời cho là ngươi vì tránh đầu sóng ngọn gió, cũng không nói thêm gì nữa, nhưng nếu ngươi muốn độc chiếm một mình, cũng có chút không suy nghĩ rồi đi. Hai mắt hắc lang bắn ra quang mang xanh biếc, lạnh lùng nói. hắc lang, lời này của ngươi là ý gì, quan mỗ là người như vậy sao? ban đầu ta cho là ba người các ngươi đã bị hại hôm nay biết ngươi còn sống đương nhiên ta sẽ không ăn một mình nhưng nếu ngươi nói việc này cho người khác biết chẳng lẽ quên lời thề chúng ta cùng phát chung ngày đó trưởng quỹ gầy nhom đột nhiên biến sắc nghiêm mặt nói ngày đó mấy người chúng ta cùng phát chung lời thề cùng mưu đại sự nhật tịch và nhật tạ chết thế nào quan huynh so với bất kỳ người nào đều biết người bán đứng chúng ta trước còn mặt mũi nói tới lời thề ngày đó hắc lang hừ lạnh một tiếng mặt đầy diễu cợt nói Hắc lang, việc đã đến nước này, trước đó cũng không cần nói thêm. Ngươi muốn gì, nói thẳng đi. Trường quỹ gầy nhom nhìn ba người Hắc lang, vẻ giận dữ trên mặt từ từ nguôi đi. Quan huynh, người cầm nhiều tử dương noãn ngọc như vậy, lại không rời khỏi Hắc xứ Thành, một mặt vì bên ngoài đuổi bắt, mặt khác chỉ sợ cũng muốn tìm được khách hàng thích hợp ở đây. Hai vị đạo hiếu này cũng không phải là người trong thập hoạn Sơn Mạch, tài sản rất phong phú, lần này tới Hắc xứ Thành tìm mua lượng lớn tử dương noãn ngọc, chính là khách hàng thích hợp nhất ta đã thương lượng ổn thỏa với họ, lấy giá này bán những tử dương noãn ngọc kia cho họ. Ma nguyên thạch thu được chia cho ta một nửa, ân oán giữa chúng ta liền xóa bỏ. Hắc lang lấy một khối ngọc giản ra, vứt tay vứt cho trưởng quỹ gầy nhom. Trưởng quỹ gầy nhom nhận lấy ngọc giản, thần thức nhập vào trong đó, rất nhanh liền lui ra. Mặt gã lộ vẻ trầm ngâm, lát sau mới ngẩng đầu lên. Lấy giá tiền này bán tử dương noãn ngọc cho hai vị, ta không có ý kiến, nhưng trước đó có một điều kiện cần hai vị đáp ứng trước. Trưởng quỹ gầy nhom nhìn về phía hai người Hàn Lập, chỉ hơi trầm ngâm rồi nói tiếp. Mời các hạ nói, Hàn Lập nói, hai vị đạo hữu cần phải phát một tâm ma huyết thệ, sau khi giao dịch hoàn thành lập tức rời khỏi Hắc Dú Thành, hơn nữa không nói chuyện thấy được ở đây hôm nay cho người thứ ba biết. Trưởng quỹ gầy nhom nhìn chằm chằm hai người Hàn Lập, gần từng chữ nói. Có thể, hai người chúng ta chỉ muốn mua tử dương noãn ngọc, không có hứng thú với chuyện của các ngươi. Hàn Lập và Thạch Xuyên không nhìn nhau một cái, gật đầu đồng ý hai người cũng không chậm trễ, lập tức theo yêu cầu của trưởng quỹ gầy nhom, phát hạ tâm ma huyết thệ. Nếu hai vị đạo hiếu có thành ý này, đương nhiên tại hạ cũng giữ đúng cam kết, đồ đều ở đây, các ngươi xem qua một chút đi. Thấy hai người hàn lập phát lời thề, sắc mặt căng thẳng của trưởng quỹ gầy nhom nhất thời hòa hoãn không ít, lật tay lấy ra một chữ vật thủ chạc màu tím, đặt bên cạnh bàn. Hàn lập thấy vậy, lật tay lấy ra hai chữ vật giới chỉ, đặt lên bàn, sau đó cầm chữ vật thủ chạc kia lên, thần thức nhập vào trong đó hai người trưởng quỹ gầy nhom và hắc lang mỗi người cầm một chiếc chữ vật giới chỉ kiểm tra thật nhanh không lâu lắm ba người cùng thu hồi thần thức trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn hai bên đều không dở trò quỷ giao dịch hoàn thành thuận lợi nếu giao dịch đã xong mời ba vị đi trưởng quỹ gầy nhom lật tay thu chiếc chữ vật giới chỉ vào không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách hàn lập và thạch xuyên không cũng không có ý định ở lại lập tức đứng dậy rời đi so với hai người hàn lập hắc lang càng không muốn ở lại là người đầu tiên bước ra cửa nhã gian, đi nhanh ra ngoài, cũng không chào hỏi hai người Hàn Lập. Nhưng vào thời khắc này, trên đỉnh đầu gã chợt lóe lên, một đạo kiếm khí màu vàng im hơi lặng tiếng hiện lên, chém mạnh xuống. Đạo kiếm khí này xuất hiện không có dấu hiệu báo trước, tốc độ cũng nhanh không tưởng tượng nổi. Lưu Tinh phá không, điện quang thạch hỏa cũng không đủ hình dung. Phốc suy một tiếng, Hắc Lang ngay cả ngẩng đầu cũng không kịp, thân thể liền bị kiếm khí màu vàng xuyên qua, chém thành hai nửa. Máu tươi nội tạng văng tứ tán, chết không thể chết thêm. Hàn Lập và Thạch Xuyên không thấy cảnh này, sắc mặt đều biến đổi, lập tức nhẹ nhàng lui về phía sau, lui về trong nhã gian. Trên mặt trưởng quỹ gầy nhom càng lộ ra vẻ hoảng sợ, hai tay bắt pháp quyết. Quang mang cấm chế trong nhã gian sáng mạnh, đang muốn phát động lần nữa. Kiếm quang màu vàng lần nữa chợt lóe, cả phòng bị chém thành hai khúc như đậu hũ, ầm ầm sụp đổ. Veo veo veo, mười mấy người mặc giáp đen xuất hiện xung quanh vây ba người Hàn Lập vào giữa. Hắc sứ Quân, con người Hàn Lập co lại một cái, lập tức nhận ra thân phận những người này, chính là người tinh nhuệ dưới quyền Hắc sứ Đại Vương. Hơn nữa khí tức khổng lồ trên người những người này, đều là tu vi kim tiên. Ngay sau đó, hai bóng người chợt lóe xuất hiện giữa không trung, nhẹ nhàng bay. Một người trong đó là một nam tử thanh niên hai mươi mấy tuổi, dung mạo anh Tuấn, mặc áo bào trắng, đầu đội khăn vuông, tay cầm một chiếc quạt xếp màu trắng, bộ dáng công tử văn nhã người khác là một thanh y nữ tử, dung mạo thanh tú, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ là một nữ nhân mù, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng như tảng băng không có cảm tình. Tay nàng cầm một thanh trường kiếm màu vàng, từng đạo kim quang ảo mộng toát ra khiến không ai có thể thấy rõ hình dáng của trường kiếm. Trên thân hai người cũng tản mát ra uy áp đáng sợ sâu như biển, đều là tồn tại thái ất cảnh. Trường quỹ gầy nhom thấy hai người kia, phát ra một tiếng thét hoảng sợ, đột nhiên tay áo run một cái. Một đoàn hắc sắc hỏa diễm cuốn ra từ người gã, trong nháy mắt hóa thành một con cự ma hắc sắc hỏa diễm cao mười mấy trượng, ba đầu sáu tay. Hắc sắc hỏa diễm cuồn cuộn trên người cự ma, nhưng không có chút cảm giác nóng bỏng nào, ngược lại tản mát ra một loại khí tức cực kỳ rét lạnh phát ra xung quanh. Tiếp đó sáu cánh tay thoáng một cái, hóa thành từng đạo ảo ảnh. Từng quyền ảnh ma bàn hắc sắc hỏa diễm lớn nhỏ lăng không hiện lên, như lưu tinh đánh về phía mười mấy người giáp đen xung quanh. Đồng thời, cái đầu thứ ba cũng đồng thời há miệng phun một cái, ba đoàn hắc sắc hỏa diễm bắn ra, đánh về phía hai người giữa không trung. Làm xong những thứ này, toàn thân trưởng quỹ gầy nhom lóe lên kim quang, thân hình mơ hồ một cái, trốn xuống hướng dưới đất. Thanh niên áo bào trắng cười lạnh một tiếng, nhưng không động thủ. Thanh y nữ tử kia khẽ động tay một cái, một đạo kiếm khí màu vàng lần nữa hiện lên, chợt lóe lên, tốc độ vẫn nhanh không tưởng tượng được như trước. Ba đoàn hắc sắc hỏa diễm dừng cách hai người mấy trượng cách, sau đó đều bị chém thành hai nửa, bay lướt qua thân thể hai người bay đi trên mặt đất thân thể trưởng quỹ gầy nhom vừa chui xuống một nửa nửa người trên lệch một cái ngã trên đất cả người bị chặn ngang chém thành hai khúc máu tươi ảo ra tam công tử tha mạng tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh mới đi ăn trộm tử dương noãn ngọc tại hạ nguyện đem toàn bộ tử dương noãn ngọc ăn trộm trả lại đầy đủ xin tam công tử tha cho ta một mạng ta nguyện ký kết khí ước nô bộc với tam công tử cả đời hầu hạ cho công tử trưởng quỹ gầy nhom liều mạng hét lớn thanh niên áo bào trắng khinh miệt cười một tiếng không nói hai lời cong ngón tay bắn ra một đạo huyết quang rời tay bắn ra chợt lóe rồi biến mất đâm vào mi tâm trưởng quỹ gầy nhom tựa như một thanh thủy thủ huyết sắc tiếng kêu của trưởng quỹ gầy nhom nhất thời ngừng lại ánh sáng trong mắt tối đi thanh niên áo bào trắng giơ tay khẽ vẫy tiêu huyết quang từ mi tâm trưởng quỹ gầy nhom bắn về bên trong giam cầm một tiểu nhân màu đen chính là thần hồn trưởng quỹ gầy nhom tiểu nhân liều mạng dãy dụa nhưng không có bất kỳ tác dụng nào làm hại ta tìm hồi lâu, thậm chí khiến phụ thân đại nhân biết chuyện này, mắng ta một trận, giờ ngươi vẫn còn muốn sống. Không nhốt thần hồn ngươi trong thần lửa dày vò mười ngàn năm, sao có thể chút mối hận trong lòng ta. Thanh niên áo bào trắng cười một tiếng dữ tợn, há miệng nuốt thần hồn màu đen xuống. Thanh niên áo bào trắng làm xong những thứ này, chuyển ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập và Thạch Xuyên không, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Vừa rồi hai bên chém giết đấu pháp kịch liệt, hai người này đứng ở trung tâm đấu pháp, lại giống như hai người trong suốt không chịu chút ảnh hưởng nào hai vị là người nào quan hệ thế nào với quan thắng hắc lang lúc này thân thể thanh niên áo bào trắng mới rơi xuống đất hỏi hai người hàn lập giọng nói ngược lại rất khách khí hai người chúng ta chẳng qua là khách tới cửa tiệm này mua đồ không có bất kỳ quan hệ nào với hai người này nếu giờ hai người này đã phục chu vậy không còn chuyện của chúng ta nữa cáo từ hàn lập chắp tay về phía thanh niên áo bào trắng bước ra phía ngoài Thạch Xuyên không cũng theo sát phía sau. Sắc mặt thanh niên áo bào trắng trầm xuống, trong con người thoáng qua một tia giận dữ. Làm càn, người đã biết thân phận của công tử nhà ta rồi còn dám nói với ngài lời như vậy. Một tráng hán giáp đen thân hình cao lớn chợt lóe ngăn trước mặt Hàn Lập, nổi giận nói. Tránh ra, Hàn Lập dừng bước lại, mặt không biểu tình nói. Thật không biết sống chết, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Tráng hán giáp đen cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Hai người Hàn Lập chỉ là kiến hồi chân tiên cảnh mà dám làm càn như vậy, nhưng không có lệnh từ thanh niên áo bảo trắng, hắn cũng không dám tự tiện xuất thủ. Công tử, hai người này và quan thắng, Hắc Lang ở chung một chỗ, chỉ sợ là một phe, nên lập tức bắt lấy. Một người giáp đen khác quát lên, đúng vậy, không rõ lúc trước có bao nhiêu tặc tử lẻn vào mạch khoáng, sợ rằng hai người này cũng là đồng phạm. Mặc dù Hắc Dú Đại Vương không cho phép chúng ta tùy ý bắt người trong thành nhưng với tội phạm ăn trộm trọng bảo Hắc Dú thành chúng ta thì không nên khách khí. Lại có một người lên tiếng, chương 791, trong nháy mắt phá địch. Thanh niên áo bảo trắng nghe mọi người ở phía dưới nói xong, cũng không động thủ, nhìn hướng đại hán mặc giáp màu đen, khẽ vuốt cằm ra hiệu. Gã thấy thế, trong mắt ẩn hiện vẻ hưng phấn khát máu, hai tay như cối say nắm mạnh hư không phía trước một cái. Ô ô tiếng bén nhọn rít gào, Hai cự trảo màu đen một trái một phải lơ lửng trên đầu hai người Hàn Lập, thân hình bọn hắn trong nháy mắt bị che khuất. Bề ngoài hai cái cự trảo tỏa ra hắc khí cuồn cuộn, hung hăng chảo mạnh xuống dưới một cái. Bóng cự trảo chợt lóe, thân hình hai người Hàn Lập lập tức chia năm xẻ bảy, chớp mắt thân thể tán loạn biến mất, thì ra chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Hư không bên ngoài mấy người mặc giáp màu đen chấn động nhẹ một cái, thân ảnh hai người Hàn Lập hiện ra, tiếp tục đi ra ngoài, công kích trước đó dường như không ảnh hưởng đến hai người chút nào. Mắt thấy cảnh này, sắc mặt đám người đều biết đổi, đồng tử thanh niên áo bảo trắng cũng co rụt lại. Đôi mi thanh tú của nữ tử thanh y khiếm thị kia hơi nhân lại, thấp giọng thì thào một câu không gian pháp tắc. Trong mắt đại hán mặc giáp màu đen lộ ra vẻ kinh nghi, liếc nhìn thanh niên áo bảo trắng, sau đó toàn thân y đại phóng hắc quang, trong nháy mắt thân thể cao lên mấy lần, lông mọc khắp người, răng nanh trong miệng hoàn toàn lộ ra ngoài, trong lúc đứng lên lại hóa thân thành bán yêu, khí tức so với vừa rồi tăng vọt một khoảng lớn cố tỏ ra vẻ huyền bí, y hét lên một tiếng điên cuồng, thân hình bất ngờ nhảy vọt lên, hai tay như hai thùng nước, nắm đấm đen kịt hung hăng đập tới sau lưng hai người Hàn Lập. Hàn Lập cũng không quay đầu, một cánh tay bỗng dưng mơ hồ, bàn tay nhìn thì chậm nhưng thực sự rất nhanh đấm ngược lại một cái, vừa vặn đánh vào nắm tay của đại hàn áo giáp màu đen, bàn tay hắn chợt lóe kim quang. Ầm ầm một tiếng trầm đục, kèm theo tiếng răng rắc của xương bị nứt vỡ. Thân thể to lớn của đại hán mặc giáp đen gặp phải trọng kích, giống như viên đạn bay ngược lại đụng chúng tòa nhà phụ cận sụp đổ ầm ầm bụi mù tỏa ra bốn phía từ đầu đến cuối ngay cả một tiếng hét thảm y cũng chưa kịp phát ra sau khi ngã xuống trực tiếp ngất luôn tại chỗ tu sĩ hắc dứ quân ở đây thấy cảnh này bỗng nhiên dùng mình sợ hãi hơi hợt đánh ra một quyền lại làm cho thân thể một tên hung thú hóa thành bán yêu tu vi kim tiên không hề có sức chống đỡ dù cho một hung thú thái ất cảnh cũng không cách nào làm được như vậy Đến mức này, bọn họ cho dù phản ứng có chậm đi nữa thì cũng hiểu rõ một điều, hai người Hàn Lập dùng một thủ đoạn đặc biệt nào đó để ẩn giấu tu vi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thanh niên áo bảo trắng. Mà sau khi Hàn Lập đánh ra một quyền, vẫn không quay đầu lại, bước đi nhẹ nhàng cùng Thạch Xuyên không, hai người sóng vai mà đi, bên kia một đám tu sĩ hắc rú quân, bao gồm cả nữ tử mặc thanh y lại không ra tay ngăn cản. Ánh mắt thanh niên áo bảo trắng chấp động, tựa hồ suy nghĩ đến chuyện gì, nhưng vào lúc này, thân ảnh một người trung niên nam tử có vóc dáng thấp bé mặc áo giáp màu đen xuất hiện ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói vài câu. Thanh niên áo bào trắng nghe vậy, thân sắc trên mặt không thay đổi, thân hình không chút dấu hiệu bỗng nhiên mơ hồ, biến mất ngay tại chỗ. Hai vị xin dừng bước, thân ảnh thanh niên áo bào trắng lóe lên, xuất hiện trước mặt hai người hàn lập, trầm giọng nói. Trên người gã chấp động huyết quang, từng cỗ xương mù màu máu trong cơ thể cuồn cuộn chen chút ra ngoài, trong nháy mắt biến thành một mảng mây huyết sắc nồng đậm, có xu hướng che lấp bầu trời quanh đây. Giữa mảng huyết phân cuồn cuộn, tản phát ra từng trận pháp tắc không biết tên làm người kinh hãi. Hai người hàn lập ngừng bước chân, liếc mắt nhìn nhau, sau đó thạch xuyên không nhíu mày nói. Các hạ có chuyện gì chăng? Hai người chúng ta ở trong hắc xứ thành này vẫn luôn tuân thủ luật lệ, bây giờ đang cần đi gấp không thể chậm trễ. Hai vị cũng không phải là tu sĩ thập hoạn sơn mạch, lần này vào thành làm chuyện gì không đáng ta phải điều tra, nhưng mong hai người giao tử dương noãn ngọc lấy được từ hai tên hắc lang ra đây, bằng không ta buộc phải bắt hai người lại. Thanh niên áo bào trắng chậm rãi nói, tử dương noãn ngọc gì, chúng ta chỉ là trùng hợp đi tới tiểu điếm này muốn mua ít đồ, kết quả còn chưa mua được gì, các người liền lao vào, không nói không rằng giết chết hai người kia, thật là xui xẻo mà. Thạch xuyên không giật mình, hai tay chìa ra nói, đã như vậy, giao chữ vật pháp khí trên người bọn ngươi ra đây ta kiểm tra một chút, nếu như trong đó xác định không có tử dương noãn ngọc, hai vị đương nhiên là được tự do rời đi. Giọng thanh niên áo bào trắng hơi trầm xuống, đã nói là chúng ta đang rất gấp, chẳng lẽ hắc dấu quân không giảng đạo lý như vậy sao? Thạch xuyên không giận dữ quát, tuy tu vi hai vị cao thâm, nhưng phải biết một điều, nơi này chính là hắc dấu thành, đừng để rượu mời không uống lại uống rượu phạt thanh niên áo bào trắng cười khẽ. Trong lúc nói chuyện, một đám tu sĩ kim tiên của hắc dấu quân từ hai bên bao vây lại, vây hai người hàn lập vào chính giữa đúng là chăm nghe không bằng một thấy, nghe nói hát rú thành này cổ vũ thông thương, khởi xướng giao dịch tự do, không nghĩ tới thực chất rồi trá tới cực điểm, mua danh chuộc tiếng như vậy, quả thực làm cho người ta thất vọng a. À. Hàn lập một mực không nói chuyện, đột nhiên cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì, dám vu khống phụ thân đại nhân, thân sắc thanh niên áo bảo trắng biến đổi, nghiêm nghị nói. Phụ thân ngươi tại vùng nghèo nàn này, từ thập hoạn sơn mạch xây dựng nên hát rú thành, kinh doanh khổ tâm nhiều năm như vậy, cũng coi như thanh danh hiển hách, chúng ta ở thánh vực cũng không nghĩ tới dưới trướng hắc dấu quân lại có hành vi lấy mạnh khi yếu như thế, ta nói không đúng sao. Hàn lập hỏi ngược lại, hư, sự tình hôm nay là có nguyên nhân, nếu thật là các ngươi không lấy tử dương noãn ngọc bị mất trộm kia, ta sẽ hướng hai vị xin lỗi. Thanh niên áo bảo trắng hừ lạnh nói, tiếng nói vừa dứt, quanh thân gã cuồn cuộn huyết phân một hồi, tràn ra bốn phương tám hướng, trong phút chốc vây hai người hàn lập vào trong một mảnh đại dương huyết hải minh mông một mảng lớn máu loãng cuồn cuộn vào tới hướng hai người Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy, há miệng phun một hơi, một mảnh kim quang chợt hiện lên, bắn ra vô cùng nhanh chóng, chấp động một cái liền tới trước người thanh niên áo bảo trắng. Thanh niên áo bảo trắng thoáng kinh ngạc với tốc độ của kim quang, lập tức bấm niệm pháp quyết, một đạo cầu vùng huyết sắc từ trong tay áo bắn ra, tốc độ cũng nhanh không tưởng tượng nổi, quấn lấy đoàn kim quang này. Nhìn như một kiện lụa mỏng màu máu, mỏng như cánh ve, mới nhìn cực kỳ bất phàm. Nhưng ngay lúc này, mảnh kim quang kia lấp lóe một hồi, đột nhiên hóa thành 12 chuôi kiếm nhỏ dài vài tấc màu vàng kim, trên thân mỗi một chuôi kiếm, tại mũi kiếm rung động từng đợt điện quang mãnh liệt. Thanh niên áo bào trắng thấy cảnh này, sắc mặt khẽ biến, đang muốn hành động. 12 chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim lấp lóe điện mang, bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, bên trong ẩn chứa lôi pháp tắc, lực lượng như sóng thần cuồn cuộn bộc phát ra. Xoẹt một tiếng, mảnh lụa huyết sắc mỏng kia trong nháy mắt bị xé mở, hóa thành từng mảnh vải rách. Ngay sau đó, đám phi kiếm màu vàng kim lập tức hóa thành 12 đạo điện quang, hung hăng đâm tới thanh niên áo bảo trắng. Lệ huynh, hạ thủ lưu tình, thạch xuyên không thấy vậy, vội nói, à, thanh niên áo bảo trắng rốt cuộc lộ vẻ kinh hoàng, huyết hải quanh người nhanh chóng thu lại, bao bọc thân thể y vào bên trong, ý định ngăn cản một chút, đồng thời đưa tay muốn tế ra bảo vật khác. Nhưng chưa kịp xuất ra bảo vật gì, 12 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đã phá xong huyết vân bao bọc quanh người thanh niên áo bảo trắng nháy mắt đâm xuyên thủng qua thân thể gã. Hai tay hai chân thanh niên áo bào trắng lập tức bị xuyên 10 cái lỗ máu, miệng hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Quanh người huyết phân cuồn cuộn vang lên một tiếng trầm đục, liền bạo liệt phân tán ra. Mà Hàn Lập mặc kệ thanh niên áo bào trắng, nhanh như chớp quay người phía sau, đồng thời cong ngón tay búng ra một cái. Một thanh tiểu kiếm màu xanh từ trong tay áo hắn bắn ra, lóe lên hóa thành một đạo kiếm quang cự đại, chém tới hư không bên trái một đạo kiếm quang màu vàng vô thanh vô tức xuất hiện tại đó, chém xuống hàn lập, nhưng lại bị kiếm quang màu xanh ngăn cản lại. Âm thanh kim loại giao nhau nổ mạnh, hai đạo kiếm quang xanh vàng bỗng nhiên lớn mạnh va chạm nhau, hư không bốn phía xung quanh vặn vẹo một hồi, cộng hưởng ông ông không ngừng. Uy lực hai đạo kiếm quang gần như tương đương, rằng co tại chỗ. Sau đạo kiếm quang màu vàng, thân ảnh nữ tử thanh y kia cũng hiện ra, nét mặt băng lãnh như pho tượng hiện lên vẻ kinh ngạc kiếm không tệ, đáng tiếc tu vi kiếm đạo của ngươi quá kém. Bỗng nhiên Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, thân thể nữ tử mặc thanh y khẽ động, định làm gì đó, bỗng nhiên cảm thấy trong đầu truyền đến một trận đau nhức dữ dội, giống như chùy sắt bị nung đỏ, đau đớn mãnh liệt, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng rên đau đớn, thân thể cũng cứng đờ theo. Vào lúc này, một ngón tay chợt xuất hiện chỗ nghi tâm của nữ tử thanh y, điểm một cái. Một đạo điện quang màu vàng bắn ra, chui vào mi tâm nữ tử. Âm một tiếng, Điện quang màu vàng lóe lên mãnh liệt chói mắt, một cổ khí tức nóng hầm hập lưu lại giữa không trung. Nữ tử thanh y rên thảm một tiếng, toàn thân trên dưới cháy đen một mảng, nhìn qua giống như một thanh gỗ mục bị sét đánh, rơi xuống đất, đã mất đi ý thức. Bảo kiếm màu vàng cũng hiện ra, loảng xoảng một tiếng cũng rơi trên đất, bề ngoài kim quang chói mắt biến mất để lộ ra một thân kiếm màu vàng kim óng ánh. Từ lúc thanh niên áo bảo trắng ra tay, đến lúc hàn lập một hơi chế trụ hai người, biến hóa này nhìn như dài dòng, kỳ thực chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đám tu sĩ hắc rú quân thấy cảnh này, đều trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt hàn lập chớp lóe bỗng dưng quay đầu nhìn về phía mấy tên mặc giáp đen kia, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Một đám tu sĩ hắc rú quân thấy hàn lập nhìn mình, sắc mặt cả đám liền biến đổi, định ngăn cản lại, bỗng nhiên trong đầu cảm thấy đau đớn kịch liệt, đều ôm đầu hét thảm. Mà hai tay hàn lập bấm niệm pháp quyết, mười ngón tay vung lên. Xuy suy suy, hơn mười đạo điện quang màu vàng từ trên tay hắn bắn ra, chính xác đánh chúng vào mấy người này lôi quang màu vàng xuất hiện trói mắt một đám người đồng thời cháy đen đều ngã xuống đất hôn mê hàn lập thi triển kinh thần thứ thần thức tiêu hao khá lớn sắc mặt hơi trắng bệch bất quá sau khi hắn hít sâu một hơi liền hồi phục nhìn về phía thanh niên áo bảo trắng duy nhất vẫn còn tỉnh bộ dáng ngây ngốc thanh niên áo bảo trắng há hốc mồm định nói cái gì đó mặt hàn lập không biểu tình cong ngón tay búng ra một đạo điện quang màu vàng bắn ra chúng vào chán gã Màu vàng điện quang lóe lên một cái, toàn thân thanh niên áo bảo trắng cháy đen như đám người kia, cũng bất tỉnh luôn. Lệ đạo hiếu, chiêu thức thật sự cao minh, bất quá xem ra chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây được nữa rồi. Mặt thạch xuyên không tràn đầy vẻ khâm phục, nhưng lại cười khổ một tiếng nói. Mục đích đã đạt được, lưu lại cũng không cần thiết nữa. Hàn lập cũng không nhìn bảo vật hay pháp khí chữ vật, cười nhạt một tiếng nói. chương 792, nhận chủ, sau một nén nhang, trên đại lộ hắc Dứ thành, hai người Hàn Lập bước chân vội vã, đi thẳng về hướng cửa bắc. Lúc này nếu không phải sợ rước thêm nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, bọn họ đã sớm điều khiển phi toa, độn không đi rồi. Chặng đường tiếp theo sợ rằng lại không được an ổn, Hàn Lập trao mày, mở miệng nói, ai biết vận khí không tốt như vậy, đụng ai không đụng lại đụng phải hắc sứ quân. Nhưng như vậy cũng tốt, sớm rời khỏi thập hoạn sơn mạch này. Thạch Xuyên không cũng cảm thấy xui xẻo, thở dài nói. Hai người vừa dứt lời, cùng dừng bước lại, thần sắc cứng nở nhìn về phía trước như lâm đại địch. Chỉ thấy trước đại lộ, trong đám người đi lại có một thư sinh đầu vấn khăn vuông, mặt mũi thanh tú trẻ tuổi, tay cầm cuốn sách chậm rãi đi về phía họ. Một bộ nho sa xa màu xanh có chút gợn sóng, nhìn cực kỳ nho nhã. Hàn Lập và Thạch Xuyên không hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng hai người đều cười khổ không thôi. Người đến, tuy họ thấy lần đầu tiên nhưng cũng không xa lạ, chính là Hắc Sứ Đại Vương đại danh đỉnh đỉnh. Hắc Sứ Đại Vương bước chân ung dung, khí thái vui vẻ, trên người không chút chấn động nhộn nhạo nào, thoạt nhìn giống y đúc thư nhân trong thế tục, trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt, một bộ dạng cả người vô hại. Đi tới trước mặt, hai tay cầm cuốn sách, đúng là phong thái thư nhân, hơi thi lễ về phía hai người hàn lập, chủ động mở miệng nói, thập tam hoàng tử đại giá đến chơi hắc xứ thành, không tiếp đón từ xa rồi. Thạch xuyên không chỉ thoáng chậm lại, trên mặt cũng hiện ra một vòng ôn hòa vui vẻ, cung kính hoàn lễ, nói. Tiền bối như vậy đúng là chiếu cố vãn bối rồi. Chân mày Hàn Lập khẽ nhíu một chút, không nói gì, chỉ là theo đó thi lễ một cái. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, cũng không phải đạo đãi khách của Hắc Sứ thành ta, không ngại di giá mấy bước, đến chỗ Dục Tú cung ta ngồi một chút. Hắc Sứ đại vương thấy vậy, nụ cười trên mặt mới lộ ra vẻ chân thành hơn vài phần, mời. Vậy thì quấy rầy rồi, hai người Thạch Xuyên không nào cự tuyệt đường sống, đành phải đi theo. Hắc Sứ đại vương nghe vậy cười một tiếng, nói một chữ mời, chỉ là vung tay lên, dưới thân ba người cùng lúc sáng lên một mảnh ô quang. Ngay sau đó, vật đổi cảnh rời, bọn họ đã đến một hoa viên xanh tươi chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Trong vườn hoa trải rộng kỳ hoa dị thảo, điểm suyết quái thạch lởm chởm. Bên trong tu trúc tươi tốt là con đường uốn khúc tĩnh mịch, giữa không gian thanh nhã yên tĩnh là tiếng chim hót huyền chuyển, chính giữa lại phân bố lác đác rất nhiều đình đài lầu các. Thiết kế cực kỳ tinh xảo độc đáo, có thể nói mỗi bước một cảnh, thanh tú xinh đẹp cực kỳ. Theo mấy người một đường đi sâu vào, phong cảnh trong vườn vậy mà biến hóa vô cùng đa dạng. Một đoạn trước còn muôn nghìn xuân hoa tươi tốt đua nhau khoe sắc, một đoạn sau liền biến thành phong cảnh tuyết rơi trắng xóa, chính giữa còn có các loại kỳ chân dị thú, cũng vô cùng kỳ lạ. Hắc Dứ Tiền Bối đã sớm nghe bên trong Hắc Dứ Thành này người có xây một tòa lãm thắng viên, cảnh sắc bên trong hợp lòng người, có phong cảnh bốn mùa khác nhau, hôm nay vừa thấy, quả thật bất phàm. Thân thể Thạch Xuyên không hơi lùi về sau nửa người, mở miệng nói: Phong cảnh thôn dã tầm thường mà thôi, sao bằng được phong cảnh dạ dương thành ngoài miệng hắc dứ đại vương nói vậy nhưng trong mắt thoáng qua vẻ tự đắc hai người ai cũng không nói chuyện phát sinh xung đột với hắc dứ quân trước đó cứ như vậy tán gẫu một đường đi tới trước một kiến trúc màu đỏ son thập tam hoàng tử chúng ta vào trung linh điện nói chuyện mời vị lệ đạo hữu này rời bước đến xuân thủy điện uống trà đợi chút được chứ đi tới trước một đại điện lưu ly mái che đỏ son hắc dứ đại vương dừng bước mở miệng nói ánh mắt hàn lập thu liếm Nhìn về phía Thạch Xuyên Không, gã im lặng gật đầu một cái với hắn. Vậy cứ theo Hắc Dứ tiền bối phân phó. Thạch Xuyên Không cười nói, dứt lời, Hàn Lập được một cung nga dung mạo xinh đẹp trước điện dẫn đi, đi qua tầng tầng lớp lớp hành lang tới Xuân Thủy Điện, Thạch Xuyên Không thì theo Hắc Dứ Đại Vương đến dục tú cung. Vào Xuân Thủy Điện, sớm có cung nga đứng hầu dâng nước trà lên, Hàn Lập liền tĩnh tỏa trong điện, tinh tế phẩm trà. Trung Linh Điện bên kia, Thạch Xuyên Không theo Hắc Dứ Đại Vương, một trước một sau vào trong đại điện cửa điện chậm rãi đóng kín, sắc mặt thạch xuyên không như thường nhưng sau lưng mơ hồ có mồ hôi rỉ ra. Gã nhìn bài trí xung quanh đại điện, chỉ thấy nơi này không giống như chỗ để nghị sự, ngược lại giống như một thư phòng đã bỏ. Cả gian đại điện chiếm 2 phần 3 không gian, bị từng giá sách gỗ mun chiếm cứ, toàn bộ phía trên để từng quyển sách màu xanh, dày chừng vài chục vạn cuốn. Sau khi Thạch Xuyên không hơi đảo qua liền phát hiện những cuốn sách này phần lớn đều là tiểu thuyết thi từ văn tập trong thành, trong đó còn lẫn điển tịch đạo gia và thiền lý Phật gia, hầu như ít có công pháp tu luyện. Khắp vách tường trong đại điện còn treo một ít thư pháp tuyệt đẹp trang trí, phần lớn trên đó đều là cổ văn thi cú, cùng một ít ít ngữ tiên tri hai nhà Phật đạo, bút tích chỉ có thể nói là công chính vững vàng, chưa nói tới có bao nhiêu cốt cách khí khái. Hắc dứ tiền bối trí thú tao nhã, tàng quyền như khói, bút pháp mạnh mẽ, vãn bối bội phục thạch xuyên không cố nén khó chịu trong lòng mở miệng tán dương chỗ thiên giã mãng hoang này đều là những người chưa khai hóa ăn tươi nuốt sống người có con mắt tinh tường như thập tam hoàng tử thật sự là quá ít cũng không trách ta và ngươi mới gặp mà như đã quen từ lâu ha ha hắc xứ đại vương thoải mái cười nói đúng rồi trước đó ta và lệnh lang có chút xung đột trong thành cũng thật sự là thạch xuyên không còn chưa nói hết đã bị hắc xứ đại vương khoát khoát tay cắt đứt đều là chút chuyện nhỏ mà thôi ngươi không cần để ý ta mời ngươi tới dục tú cung ta chẳng lẽ lại vì chuyện không đáng kể đó. Thần sắc khắc dấu đại vương thu liếm, nhìn về phía thạch xuyên không, tựa như có thầm ý chậm rãi nói. Nếu không phải vì chút chuyện nhỏ này vậy thì là đại sự gì chứ? Thần sắc thạch xuyên không ngưng lại, hỏi, ha ha, thập tam hoàng tử là một người thông minh, ta cũng không vòng vo nữa. Hôm nay dạ dương thành vì một chuyện truyền thừa biến đổi liên tục, theo đó khiến toàn bộ thánh vực gió cuốn mây vần, không ít thế lực ngoài sáng trong tối đều đưa ra lựa chọn tuy chỗ thập hoạn sơn mạch chúng ta hẻo lánh luôn không được coi trọng nhưng một khi thời điểm đến cũng khó tránh khỏi bị liên lụy cho nên ta không thể không sớm đưa ra quyết định hắc sứ đại vương đi tới trước một kệ sách cất sách trong tay xuống mở miệng nói liên quan tới chuyện truyền thừa thánh tộc luôn giữ kín như bưng ta cũng không có ý tranh đoạt chỉ là không nghĩ tới ta rời thánh vực lâu ngày gần đây trở lại không ngờ náo loạn đến mức như vậy rồi thạch xuyên không than thở một tiếng nói đã là Minh Châu thì bất kể ném tới đâu Trung Quy sẽ có một ngày sáng lên. Cho dù thập tam hoàng tử không trở về thánh vực thì cũng không thoát khỏi cái nhìn chăm chú của người khác với ngươi. Ánh mắt Hắc Dứ đại vương mịt mờ, như cười như không nói. Sao Hắc Dứ tiền bối lại nói như vậy? Đương nhiên Thạch Xuyên không nghe ra thứ lão ám chỉ, chân mày cao lại, hơi chút kinh ngạc hỏi. Mọi người đều biết, trong 13 vị trí hoàng tử, thế lực đại hoàng tử Thạch Trảng phong rộng nhất, mạnh nhất người duy nhất có thể chống lại chính là tam hoàng tử thạch phá không có thiên phú mạnh nhất mà ngươi lại là anh em ruột thịt với tam hoàng tử quan hệ thân cận nhất cho nên bên ngoài đều biết người nhất định là quy về dưới quyền tam hoàng tử ánh mắt hắc dứ đại vương dạng dỡ nói thì ra là như vậy hắc dứ tiền bối là muốn mượn ta làm tiền đánh cược trên người tam ca ta thạch xuyên không chợt nói khi bắt đầu nhận được lệnh truy sát của đại hoàng tử ta vốn định đặt cược trên người hắn dù sao chỗ tốt hắn hứa cho ta quả thực quá mức phong phú nhưng khi ta biết ngươi và vị tùy tùng của ngươi liên tiếp chém giết hai võ chiến tướng Kim Tê, tâm tư liền dao động. Hắc Dấu Đại Vương tiếp tục nói, Thạch Xuyên không hơi nhíu mày, biết Hắc Dấu hiểu lầm thân phận Hàn Lập rồi, lại chợt nhớ tới trước đó Hàn Lập có nhắc, lúc thoát khỏi Kim Tê đuổi giết từng cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại khác. Hắc Dấu tiền bối, lúc trước ở chỗ biên giới, chẳng lẽ là người xuất thủ tương trợ, tên Kim Tê kia mới không tiếp tục đuổi giết chúng ta. Thạch Xuyên không mở miệng hỏi, không sai, trên thực tế thì trước đó, ta vẫn chú ý hướng đi của ngươi. Nhưng, ta vốn muốn chờ thủ đoạn của các ngươi bị hắn ép ra hết, sau đó liều ngọc đá cùng tan cùng với hắn, lúc đó ta sẽ xuất thủ, trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Chẳng qua sau hai lần thấy các ngươi chạy thoát từ tay hắn, ta liền thay đổi chú ý, quyết định bảo vệ các ngươi, chuyển đầu tam hoàng tử. Nhưng bây giờ, hắc sứ đại vương nói phân nửa, bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía thạch xuyên không. Thạch xuyên không nhất thời cảm thấy cả người căng thẳng, nhưng ngay sau đó lại trầm tĩnh lại, ánh mắt thản nhiên đối mặt với Hắc Dứu. Đã đến tình trạng này, tình huống xấu nữa cũng không thể xấu hơn được. Ha ha, sau khi gặp mặt ngươi, ta quyết định đặt cược trên người thập tam hoàng tử, ngươi. Hắc Dứu đại vương cười lớn nói, Thạch Xuyên không cảm thấy có chút không dám tin vào tay mình, sau một lát trần chờ mới hỏi. Ngươi muốn đặt cược ở trên người ta, tại sao? Ta nói là bởi vì con mắt thập tam hoàng tử tinh tường như châu ngọc, có qua có lại mới toại lòng nhau, người có tin hay không? Hắc Xứ Đại Vương Thu Liếm nụ cười hỏi tiền bối người đây là Thạch Xuyên không không chút do so dự lắc đầu muốn nói thêm gì nữa tiềm lực trên người thập tam hoàng tử cực kỳ lớn chẳng qua là trước mắt vẫn chưa thể hiện ra thôi và lại bên người người có thể có tùy tùng như vậy nâng đỡ lại bị đại hoàng tử không tiếc đại giới dốc sức đuổi giết cũng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi Hắc Xứ Đại Vương cười ha ha một tiếng nói Hắc Xứ tiền bối quyết đoán mạnh mẽ vãn bối bội phục. Thạch Xuyên không không nói gì nữa cười một tiếng, chậm rãi nói. Nếu thập tam hoàng tử cũng không có gì nghị, vậy tiếp theo chúng ta liền bàn đến chuyện chính sự. Hắc Dấu Đại Vương cười nói, thời gian thoáng một cái đã qua gần nửa ngày, Hàn Lập vẫn uống trà ở Xuân Thủy Điện, trong lúc đó cũng không có bất kỳ ai tới tiếp lời, chỉ có mấy cung Nga xinh đẹp không ngừng châm nước trà cho hắn. Trên mặt hắn bình tĩnh như nước nhưng trong lòng thì sóng gợn dồn dập, âm thầm lo lắng không thôi. Ngay khi kiên nhẫn của hắn sắp hao hết, định phá cửa ra thì thấy Thạch Xuyên không và Hắc Dú Đại Vương vừa nói vừa cười từ ngoài điện đi vào, một bộ dáng vẻ chủ khách đều vui. Trong Hắc Dú Thành hiếm khi có khách quý lâm môn, vậy chiêu đãi các người ở dục tú cung này thêm một thời gian ngắn, cũng tốt cho ta tận tình địa chủ. Về phần chuyện trở lại hùng cứ thành không cần quá lo lắng, ta sẽ tự an bài tốt. Hắc Dú Đại Vương cười nói, vậy làm phiền Hắc Dú tiền bối rồi. Thạch Xuyên không cũng cười nói, sau đó, hai người bọn họ dưới sự an bài của Hắc Dú Đại Vương, ở tạm trong một thiền điện tại Dục Tú Cung. chương 793, đến cổng mà không vào. Hết thảy phát sinh khi gặp hắc Dú Đại Vương, trong nội tâm Hàn Lập rất là nghi hoặc, bất quá lại không mở miệng hỏi thăm. Ngay từ đầu hắn còn tưởng do mình phá cảnh, dẫn tới sự chú ý của yêu vương ma thú nên mới bị đuổi giết, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện sự tình không đơn giản như vậy, tựa hồ Thạch Xuyên không mới là mục tiêu truy giết của đối phương. Mà hắc Dú Đại Vương thân là một trong thập hoạn lại khách khí với Thạch Xuyên không như thế, hẳn là có quan hệ với thân phận của gã, chẳng qua là Thạch Xuyên không tựa hồ không có ý định giải thích, hắn cũng không tiện nhiều lời. Bất luận thế nào, trước mắt thân ở thập hoạn Sơn Mạch, hắn lựa chọn tốt nhất vẫn là phụ thuộc vào Thạch Xuyên không, hết thảy chờ ly khai nơi này rồi tiếp tục tính toán. Ba ngày sau, hai người Hàn Lập thông qua thông đạo giao dịch bí ẩn giữa Hắc Sứ Thành cùng Hùng Cứ Thành, xuất phát chạy tới Hùng Cứ Thành. Mấy tháng sau, phương Nam Ma Vực có một tòa sơn mạch kéo dài, thiên núi dốc đứng, như là một rãnh trời phát ngang thập hoạn sơn mạch cùng phong quảng bình nguyên chính giữa khe núi hơi thấp kiến tạo một tòa tường thành to lớn cao mấy trăm trượng thân tường dùng cự thạch màu đen xếp trồng thành phía trên tường điêu khắc từng đạo phù văn phức tạp phía trên có sương mù nhàn nhạt, nhạt bao phủ thoạt nhìn tối tăm mờ mịt trên đầu tường mơ hồ có thể thấy được một tấm biển to lớn bên trên viết ba chữ hùng cứ thành phía dưới tấm biển là một cổng tò vò to lớn đối xứng hai bên là hai cổng nhỏ hơn một chút trong đó cổng bên trái của cổng chính vẫn đang đóng chỉ có cổng bên phải mở rộng ra, phía trong và ngoài hai bên đều có một đội giáp sĩ ma tộc mặc giáp đen kịt canh gác. Phụ cận cổng tò vò ít có người qua lại, thoạt nhìn có chút quạnh quẽ, ngoài thành là một con đường kéo dài có chút hoang vu, trên đó đang có hai đạo nhân ảnh kết bạn cùng đi chậm rãi đến nơi này. Một người trong đó có thân hình khôi ngô, làn da ngăm đen, dung mạo thô kệch, chỗ mi tâm sinh ra một độc giác màu đen, trên người mặc một kiện áo giáp da xanh, người còn lại thì hình thể nhỏ hơn người kia một chút, dung mạo mười phần tương tự với nhân tộc, bất quá hai bên gương mặt sinh ra một ít lân phiến màu vàng, đồng dạng có thể thấy được chút ít dấu vết ma tộc. Thạch huynh, vì sao lúc trước chúng ta không cùng tiến vào thành với thương đội do hắc dấu đại vương an bài, mà nửa đường lại tách ra, về sau mới tiến vào hùng cứ thành. Nam tử với khuôn mặt có kim lân mở miệng hỏi, lệ huynh có chỗ không biết, tuy hùng cứ thành giao dịch cùng hắc dấu đại vương, nhưng dù sao cũng là giao dịch lén lút sau lưng, nên không thể hiện rõ ra bên ngoài, thân phận ta lại có chút đặc thù nên không tiện lẫn vào trong đó. Nam tử cao lớn giải thích, hai người này không phải ai khác, chính là Hàn Lập và Thạ Xuyên không phản hồi một đường từ thập hoạn Sơn Mạch. Trong khi nói chuyện, hai người đã tới trước cửa thành, lập tức bị giáp sĩ thủ thành cản lại. Lấy thông điệp ra, một giáp sĩ ma tộc cầm đầu có tướng mạo như yêu lang thò bàn tay ra nói với hai người. Thạch Xuyên không nhếch miệng cười một tiếng, cổ tay vòng một cái lấy ra hai khối ngọc bào màu đen lớn cỡ bàn tay, đưa tới. Tên giáp sĩ ma tộc kia nhận lấy, cẩn thận đánh giá một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người hàn lập một cái, mở miệng hỏi, là thông điệp của U Sơn Bá Phủ, nơi đó cách hùng cứ thành này xa xôi như vậy, sao lại đến đây? Đều là chân chạy việc thay cho các đại nhân, dù rất xa cũng phải làm theo, có phải vậy không? Thạch Xuyên không ngượng ngập cười nói, thông điệp không có vấn đề, vào đi. Giáp sĩ ma tộc đưa trả hai khối ngọc bài màu đen, nói ra. Đa tạ, Thạch Xuyên không cảm ơn một tiếng, mang theo Hàn lập bước vào cánh cổng. Sau khi vào cửa chính, Thạch xuyên không đưa một ngọc bài cho Hàn lập, nói trong thời gian tới cần phải dùng đến vật này, người cũng mang theo bên mình một khối đi. Thông điệp U sơn bá phủ là cái gì vậy? Hàn lập nhận lấy ngọc bài, lại hỏi. Thánh vực có chỗ bất đồng với tiền giới các ngươi, tuy rằng khắp nơi đều có thế lực cát cứ, nhưng trên đại thể vẫn dùng cha ta là cộng chủ, dưới người còn có một số vương công hầu bá thống lĩnh các thế lực khu vực khác nhau, U sơn bá này cũng là một trong số đó thạch xuyên không giải thích vậy ngươi là con của ma chủ hẳn là thuộc về vương nhất cấp a hàn lập gật gật đầu lại hỏi trong thánh vực tuy huyết thống trọng yếu nhưng vẫn là dùng thực lực phi tôn đấy nếu muốn đạt được phong hào vương nhất cấp tu vi bản thân ít nhất cũng phải là cấp bậc đại la còn phải nhất định được công huân hoặc thế lực sau lưng chống đỡ ta hôm nay tạm thời còn chưa đến thái ất đương nhiên cũng chưa được phong hào bất quá vẫn có thể thuyên chuyển đại bộ phận tài nguyên quảng nguyên trai thạch xuyên không cười khổ một tiếng nói ra thì ra là thế hàn lập gật đầu nói ra tòa thành này có tường thành rộng dày vượt xa hàn lập dự đoán phía dưới cổng tò vò vậy mà dày đến trăm trượng hai người chậm rãi đi ra cửa thành cổng tò vò đỉnh đầu không bị che khuất nữa trở nên sáng ngời làm cho người ta một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt nhưng mà hàn lập vừa bước ra cửa thành lông mày hơi nhíu lại một cái có chút không thích ứng thiên địa ma khí bên trong hùng cứ thành này vậy mà nồng đậm gấp mấy lần so với bên ngoài thành trên đường về hướng bắc, Hàn Lập đã sớm phát hiện càng đi về phương bắc thì thiên địa ma khí lại càng nồng đậm, nhưng chỉ vẻn vẹn một tòa tường thành ngăn cách, ma khí biến hóa lại mạnh liệt như thế khiến hắn vội vàng không kịp thích ứng. lúc mới xây tòa hùng cứ thành này đã mời trận pháp tông sư thánh vượt ra chỉ qua, có thể câu lưu thiên địa ma khí ở trong này, đợi ra khỏi thành lại đi về hướng bắc, thiên địa ma khí nồng đậm cũng chưa chắc có thể so được với trong thành này. Thạch xuyên không thấy sắc mặt Hàn Lập khác thường, cười nói so với hùng cứ thành này ma khí mỏng manh ở thập hoạn sơn mạch đúng là xem như một khu vực man hoang a hàn lập gật gật đầu nói ra lệ huynh có thể thích ứng với biến hóa của ma khí này không nếu thật sự không thích ứng nơi này ta có một viên tỏa khí đan đặt vào trong bụng có thể giúp ngươi cản lại ma khí xâm nhập vào trong cơ thể thạch xuyên không hỏi không sao loại trình độ này thì cũng không sao cũng không khó chịu quá nhiều hàn lập lắc đầu nói ra cũng đúng lệ đạo hữu dù sao đã là tu sĩ thái ất cảnh chút ma khí ấy dù cho không chống lại, cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Thạch Xuyên không cười cười, nói ra, trong cửa thành là một mảnh quãng trường trống trải, chạy vào phía trong trung tâm thành chỉ là một con đường lớn thẳng tắp lót đá, hai bên kiến trúc thưa dày, càng đi vào trung tâm lại càng cao lớn. Cả tòa hùng cứ thành có phong cách kiến trúc tương đối đặc biệt, phòng ốc dùng cự thạch màu đen xếp trồng thành, chính giữa lấy mái vòng cùng đỉnh nhọn làm chủ, ít thấy kiến trúc thường thấy ở tiên giới, hơn nữa trên thân tường và mái hiên có điêu khắc trang trí nhiều hoa văn đẹp mắt trong đó thường thấy nhất là một ít điêu khắc dị thú hình thù kỳ quái chính giữa cũng không thiếu những nữ tử yêu dị sau lưng mọc lên hai cánh tóm lại đi một đường nhìn thấy một màn này ngược lại làm cho hàn lập sợ hãi thán phục gần sát quảng trường gần cửa thành cửa hàng hơi thưa thớt phần lớn là một ít cửa hàng thương hội cỡ nhỏ người đi đường cũng không nhiều nhìn có chút hoang vắng chẳng qua càng đi sâu vào trong thành người đi đường càng nhiều càng trở nên náo nhiệt hẳn lên tiếp theo chúng ta trực tiếp đi tới phủ thành chủ, mượn truyền tống trận à? Hàn Lập hỏi, không vội, trong hùng cứ thành này có một chi nhánh quảng nguyên trai, chúng ta đi một chuyến đến đó trước đã. Thạch Xuyên không cười cười, nói ra, Hàn Lập nghe vậy, gật đầu nhẹ, không nói gì nữa. Không bao lâu, hai người tới một chỗ nuôi thú trong thành, mướn một cỗ thú xa. Sa Phu điều khiển mang hai người chạy dọc theo đường lớn trong thành tiến về hướng Bắc. Đi trên đường, hàn lập nhìn thấy xa xa một mảnh kiến trúc to lớn chiếm diện tích rộng rãi thấp thoáng bên trong là một mảnh lâm viên màu xanh lá chỗ đó hẳn là phủ thành chủ a hàn lập hỏi đúng vậy nơi đó là phủ thành chủ hôm nay thành chủ chính là thiên việt hầu thạch xuyên không nhìn một cái nói ra thiên việt hầu hàn lập có chút nghi hoặc nói nếu là thành chỉ bình thường thì người đứng đầu nhiều nhất là cấp bậc bá tước đấy ví dụ như phấn dũng bá thanh lân bá hùng cứ thành này bất đồng với những nơi khác chịu trách nhiệm chấn thủ phương Nam Man Hoang, phòng ngừa thập hoạn sơn mạch xâm lấn, chức trách không nhỏ, cho nên chấn giữ phải là hầu tước trở lên. Trên thực tế, kể cả mảng lớn khu vực phía Bắc Hùng Cứ Thành, cũng đều do hắn quản hạt. Thạch Xuyên không giải thích, thì ra là thế, Hàn Lập gật đầu một cái, thì Thào tự nói một câu. Thú xa vòng qua phủ thành chủ một đường hướng Bắc, quẹo vào một con đường khá lớn. Hai bên đường phố là các kiến trúc san sát nối tiếp nhau, phía trên treo cao tấm biển to lớn, đều là các cửa hàng bán pháp bảo hoặc đan dược. Vừa tiến vào con đường này, dòng người lập tức trở nên dày đặc, thú sa vốn chạy băng băng cũng không khỏi giảm chậm lại, chở hai người đi chậm chậm. Nguyên bản Sa Phu còn muốn giới thiệu thoáng tình huống các cửa hàng trên đường cho hai người, thuận tiện dẫn tiến vào mấy cửa hàng đó để kiếm chút hoa hồng của cửa hàng. Kết quả sau năm ba câu nói chuyện với nhau, liền phát hiện nam tử thô đen kia lại không xa lạ gì với hùng cứ thành, nên y liền thức thời ngậm miệng lại trên đường thạch xuyên không kể cho hàn lập nghe nguồn gốc không ít cửa hàng ven đường nhìn thấy trong thô có tinh nói năng rất có trật tự thạch huynh sao ngươi lại quen thuộc với hùng cứ thành như vậy ánh mắt hàn lập chấp động hỏi thạch xuyên không không trực tiếp mở miệng trả lời mà truyền âm nói lúc ta bắt đầu tham gia sinh ý quảng nguyên trai chính là bắt đầu từ hùng cứ thành này đấy cho nên mới biết rõ tình huống trong thập hoạn sơn mạch như vậy xem ra nơi này là đại bản doanh của thạch huynh rồi hàn lập giật mình gật đầu có thể nói như vậy, Thạch Xuyên không nhếch miệng cười một tiếng, trong khi hai người nói chuyện, đối diện liền xuất hiện một tòa lầu cao 7 tầng, đồng dạng là kiểu dáng đỉnh nhọn, phía trên trang trí điêu khắc tinh xảo hoa mỹ cùng các loại hoa văn phức tạp, phía trên dựng thẳng một tấm biển lớn, trên đó viết ba chữ Quảng Nguyên Trai. Lúc thú xa đến gần, Hàn Lập cho rằng sắp đến nơi muốn đến, lại không nghĩ Thạch Xuyên không chỉ liếc qua đại môn Quảng Nguyên Trai, liền rời ánh mắt nhìn về phía trước, bảo Sa Phu điều khiển thú xa tiếp tục đi tới phía trước vì sao lại không vào quảng nguyên trai? Hàn lập nhíu mày, truyền âm hỏi. Cái này, Thạch Xuyên không có chút do dự nói. Thạch Huynh, tuy rằng ta đáp ứng cùng người phản hồi dạ Dương Thành, thế nhưng cũng không phải chỉ có một con đường này để đi. Nếu như người cố ý giấu giếm một số chuyện, thứ cho ta nói thẳng khó có thể đi cùng đường với ngươi không bằng chúng ta mỗi người đi một ngả. Hàn lập truyền âm nói, lệ huynh chớ sốt ruột, trước để ta giàn xếp cái đã, rồi sẽ nói rõ nguyên nhân với ngươi. Thạch Xuyên không thở dài một tiếng, truyền âm trả lời. Hàn Lập không nói gì, chỉ suy nghĩ chỉ chốc lát, im lặng gật đầu nhẹ. Chương 794, giải thích điều khó hiểu. Hai người một đường trầm mặc, điều khiển thú xa tới cuối đường, lập tức quẹo vào một hẻm nhỏ. Đến đầu ngõ, Thạch Xuyên không kêu thú sa ngừng, lại để Hàn Lập đợi một lát, bản thân thì xuống xe đi bộ, bước vào một gian cửa hàng thấp bé nhỏ nhất ở cuối hẻm. Trên cửa hàng không có bất kỳ chiêu bài nào trên cánh cửa chỉ treo một mảnh áp phích vải thô, trên đó viết ba chữ to hành cước trai, phía dưới vẽ một hình vân du bốn phương cạnh đồ án. Sau chừng nửa nén hương, Thạch Xuyên không đi ra từ cửa hàng, một lần nữa lên thú xa. Sa Phu điều khiển thú xa lại đi về phía thành đông, cuối cùng dừng trước một khách sạn tên Vân Sơn Nhiễu. Khách sạn xây dựng tại một chỗ vắng vẻ của thành đông, bốn phía cây rừng tươi tốt, cổ thụ mọc che trời ngược lại khiến kiến trúc lầu các tăng thêm phần dày đặc khách sạn này thoạt nhìn kiểu dáng phong cách cổ xưa thấp thoáng trong đó lại có vài phần ý cảnh khúc kính thông u sau khi thanh toán chi phí thuê thú xa thạch xuyên không đẩy một cửa gỗ tiền viện khách sạn đã mòn nước sơn mang hàn lập vào trong đình viện hàn lập bước một bước vào nội viện liền cảm thấy không gian xung quanh nhộn nhạo một trận cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến đổi vậy mà xuất hiện trong một lâm viên diện tích rộng rãi cách đó không xa là suối nước róc rách hành lang chín khúc xuyên qua một hồ nước nhỏ bốc hơi xương trắng Trước mặt Hàn Lập hiện ra một cảnh sắc nhỏ nhỏ tinh xảo như vẽ. Hai vị khách quý muốn nghỉ trọ hay muốn ở trọ? Lúc này, một nữ tử dung mạo thướt tha đáng yêu không khác nhân tộc bước ra từ một gian thính đường bên trái, mở miệng hỏi. Hai viện U Hà viện và Sơ Liễu viện còn trống không? Thạch Xuyên không hỏi, "Thật xin lỗi hai vị khách quý, U Hà viện vẫn còn trống, nhưng Sơ Liễu viện đã là chỗ ở lâu dài của một vị đại nhân, không cho thuê bán với bên ngoài. Nếu nhị vị không ngại, còn có một thanh tiêu viện còn trống." cũng là một chỗ đặc biệt yên tĩnh. Nàng kia nghe vậy hơi ngẩn ra, lập tức nói, suýt nữa quên cái này, vậy cho hai viện đó đi, Thạch Xuyên không nghe vậy, lúc này mới nhớ sơ liếu viện là chỗ mình thường ở năm đó, bình thường sẽ không thuê bán cho những người khác, lúc này mới một tay bóp chán, cười nói. Sau khi giải quyết toàn bộ thủ tục, Thạch Xuyên không ngăn nữ bộc khách sạn an bài dẫn đường, bản thân mang theo hàn lập xuyên qua hành lang hồ nhỏ, đi về hướng sâu trong khách sạn ven đường có thể thấy từng tòa viện tinh xảo được từng pháp trận bao phủ, phân bố bốn phía. Thạch Xuyên không đi cùng Hàn Lập Xuyên qua một biển trúc xanh, tới tiểu lâu thanh tiêu viện cao hai tầng. Hàn Lập dùng lệnh bài khách sạn Vân Sơn Nhiễu đưa, mở cấm chế trong tiểu viện ra, cùng vào trong lâu với Thạch Xuyên không. Tầng một tiểu lâu là một gian phòng khách, có hai gian trong ngoài, hai người Hàn Lập liền ngồi quanh một cái bàn tròn bên trong. Thạch Huynh, hiện tại có thể nói một chút rồi, một tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, ngón tay điểm vào hư không một cái một tầng màn sáng cách cách âm che đậy toàn bộ một cách chắc chắn lệ huynh cái này việc này ta cũng không biết nói từ đâu sau một chút trầm mặc thạch xuyên không mở miệng nói bắt đầu nói từ việc kim tê đại vương đuổi giết chúng ta đi ta vốn cho là lúc ta phá cảnh gây động tính quá lớn dẫn tới định ý khiến hắn đuổi theo nhưng từ chuyện phát sinh phía sau nó không đơn giản như vậy thần sắc hàn lập không đổi nói lệ huynh ngươi đoán không lầm sở dĩ kim tê đại vương ra sức đuổi giết chúng ta như vậy mục tiêu đích xác là ta hắn bị đại ca của ta sai khiến mới đuổi giết chúng ta không bỏ thạch xuyên không thở dài nói vậy đại ca ngươi cũng chính là trưởng tử ma chủ sao hắn phải giết ngươi hàn lập nhíu mày hỏi cái này ta cũng không biết nói rõ với ngươi thế nào tóm lại là dính đến một loại truyền thừa rất trọng yếu của thánh tộc chúng ta có lẽ đại ca ta cảm thấy ta có khả năng uy hiếp hắn đạt được loại vị trí truyền thừa này nên mới liên thủ với tên kim tê kia muốn chảm thảo trừ căn ta thạch xuyên không do dự một chút nói ruột thịt cùng cha mẹ sinh ra sao lại thủ túc tương tàn hàn lập nhướng mày nhiều vương triều trong thế tục không phải cũng tranh đoạt theo kiểu này sao cũng không có gì hiếm lạ huống chi vị đại ca kia chỉ cùng cha khác mẹ với ta chuyện giống lần này cũng không phải lần đầu tiên chẳng qua là trước kia cũng không nhằm vào ta dù sao ta chỉ là một tên kim tiên không uy hiếp được địa vị của hắn thạch xuyên không cười tự diễu nói rất hiển nhiên bởi vì một chuyện phát sinh sự hiện hữu của ngươi đã tạo thành uy hiếp với hắn hàn lập nói đầy thâm ý thạch xuyên không nghe vậy trầm ngâm thật lâu trong lòng đã có đáp án chậm rãi nói ra hơn phân nửa là do la trá tỷ bà ta tìm thấy lần này coi như là lập một công lớn mà phụ thân lại không tiếc hao phí tài nguyên khổng lồ cứu ta ra khỏi hôi giới chỉ sợ nguyên nhân phía sau chiếm tỷ lệ cao hơn một chút hàn lập trầm ngâm nói có thể cho dù rất nhiều con nối dõi gặp nạn bên ngoài phụ thân đều hiếm khi tự mình ra tay cứu có lẽ chuyện này khiến hắn nghĩ lầm phụ thân coi trọng ta hơn nên mới sinh ra kiên kỵ với ta thạch xuyên không nói loại suy nghĩ này có lẽ không chỉ mình hắn có sở dĩ vị hát xứ đại vương kia không so đo phiền toái chúng ta gây ra trong thành ngược lại hộ tống chúng ta trở về hùng cứ thành chắc hẳn cũng muốn đặt cược trên người ngươi a lông mày hàn lập nhíu lại lại hỏi lệ huynh thật sự thấu triệt mọi chuyện đúng là hát xứ đại vương có ý nghĩ như vậy thoạt thiên thạch xuyên không khẽ giật mình tiếp đó gật đầu nói nếu như đại ca ngươi động sát tâm với ngươi thủ đoạn tiếp theo khẳng định không chỉ một chỗ kim tê chúng ta đã đến hùng cứ thành sao không trực tiếp dùng truyền tống trận nhanh chóng trở lại dạ dương thành đến chỗ đó có lẽ mới có thể an toàn thêm một chút chẳng lẽ ngươi không tin được thiên việt hầu phủ thành chủ kia hàn lập gật đầu hỏi lúc trước ta kinh doanh tại hùng cứ thành tỏa trấn phủ thành chủ không phải là thiên việt hầu hắn là người được cử tới đây sau khi ta rời đi sở dĩ vừa rồi chúng ta đi một chuyến tới phân hiệu quảng nguyên trai trước chính là để nghiệm chứng hùng cứ thành này có biến hay không quả nhiên quảng nguyên trai ngoại trừ bày ra ký hiệu che giấu có thể thấy được tâm phúc lúc trước ta lưu lại đã bị thanh tẩy vì vậy phủ thành chủ cũng không đáng tín nhiệm thạch xuyên không lắc đầu nói đã như vậy sao chúng ta không nhanh chóng rời đi còn ở lại chỗ này trong lòng Hàn Lập khẽ động, hỏi, lúc trước đại ca ta liên hệ với Hắc Dứ Đại Vương để hắn chặn giết chúng ta. Nhưng sau đó Hắc Dứ chọn đánh cược một lần, đặt cược trên người ta, vậy nên hắn báo tin giả, nói chúng ta vẫn đang trốn giết trong thập họ ẩn sơn mạch. Vì vậy, hùng cứ thành này tạm thời an toàn, Thạch Xuyên không vừa cười vừa nói, vì thế phân bố nghi binh, không đi ngược lại, xem ra Thạch Huynh ngươi là có viện binh đi. Cửa hàng ở hẻm nhỏ lúc trước không phải để truyền tin cầu viện chứ hàn lập lộ ra thần sắc cười như không cười hỏi là truyền tin cho tam ca ta trước khi hắn phái người đến chúng ta tạm thời ở khách sạn vân sơn nhiễu này tĩnh dưỡng thạch xuyên không gật đầu nói vị tam ca này của ngươi hàn lập nhướng mày chậm rãi nói lệ huynh cứ yên tâm đi hắn khác đại ca ta chúng ta đều cùng mẹ sinh ra ta từng cứu hắn một mạng nếu cả hắn cũng không tin thì toàn bộ thánh vực một người cũng không tin được thạch xuyên không cắt ngang lời hắn nói như vậy thì tốt Hàn lập gật đầu nhẹ, nói, lúc trước giấu giếm là ta không đúng, chỉ là nguyên nhân trong đó thật sự không dễ nói, kính xin lệ huynh tha thứ. Mặc dù ta và lệ huynh quen biết không lâu nhưng cùng trải qua gian nguy. Tuy không phải sinh tử tâm đầu ý hợp, nhưng từng có nghĩa trung thuyền, tất nhiên ta tin người đấy. Thạch Xuyên không đứng dậy, trịnh trọng thi lễ với Hàn Lập, nói. Thạch Huynh, không dối gạt ngươi, ta thật lòng không muốn cuốn vào cuộc nội đấu của huynh đệ các ngươi. Chẳng qua dọc theo đường này về dạ Dương Thành, Ta và ngươi sinh tử buộc chung một chỗ, đương nhiên ta sẽ dốc hết toàn lực, cũng không muốn ngươi giấu giếm bất kỳ điều gì." Hàn Lập cũng đứng lên, ngữ khí ngưng trọng nói, "Lệ huynh yên tâm, ta đã nói thẳng ra thì không giấu giếm nữa. Ngày sau đến Dạ Dương thành, chuyện đáp ứng ngươi lúc trước cũng nhất định tận tâm đi làm." Thạch Xuyên không vỗ vỗ lồng ngực, nói, "Sau khi hai người giải thích chỗ nghi vấn, lại nói chuyện thêm một lát, Thạch Xuyên không liền cáo từ rời đi. Một mình Hàn Lập tính tọa một lát, sau đó đứng dậy mở cấm chế tiểu viện ra, rồi lên tầng hai tiểu lâu, tiếp tục bố trí một tầng cấm chế trong tĩnh thất. Theo tay hắn vung lên, một cánh cổng ánh sáng màu bạc lập tức mở ra. Hắn chậm rãi bước vào trong cánh cổng ánh sáng, đi vào trúc lầu trong tiểu viện. Trong lầu tầng 2, trước kia là phòng ma quang cư trú, trên giường có một hồng y thiếu nữ đang nằm, tất nhiên là đề hồn. Trên hướng thân thể nàng lơ lửng từng khối tử dương noãn ngọc, chính giữa tản ra từng trận giao động nhu hòa. Lúc này thần thái nàng tự nhiên, hô hấp kéo dài quanh thân được bao phủ một tầng hào quang màu tím nhạt thoạt nhìn giống như đang ngủ nhưng chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại ban đầu hàn lập dùng một ít hạ phẩm noãn ngọc sau đó bắt đầu dùng trung phẩm noãn ngọc đích thực có lợi một chút với thần hồn đề hồn nhưng cuối cùng không cách nào làm lực lượng bản nguyên đã biến mất xuất hiện lại vì vậy vẫn không cách nào cứu nàng tỉnh được ném hạ phẩm noãn ngọc không nói lúc trước đạt được trung phẩm tử dương noãn ngọc hàn lập phân ra hơn phân nửa cho thạch xuyên không mà vẹn vẹn chỉ có hai khối thượng phẩm noãn ngọc, toàn bộ hắn đều giữ lại. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, thuốc không đúng bệnh, dù là thượng phẩm noãn ngọ cũng không cách nào cứu tỉnh đề hồn. Hàn đạo hiểu, có thể nói chuyện một chút, đúng lúc này, bên ngoài lầu bỗng nhiên truyền đến thanh âm giải đạo nhân. Hàn lập nghe vậy, lập tức đi xuống lầu 2, mời giải đạo nhân vào nhà. Hai người ngồi cạnh một bàn bát tiên chế tạo trừ trúc. Sau khi mời giải đạo nhân ngồi đối diện hắn, Hàn lập liền phát hiện ánh mắt gã có chút cổ quái trước kia không biểu lộ gì trên mặt, vậy mà giờ có vẻ do dự. Giải đạo hữu xảy ra chuyện gì vậy? Hàn lập hỏi, những ngày gần đây, trong đầu ta thường xuyên xuất hiện một cái tên, ta cảm thấy có quan hệ với di mệnh chủ nhân lưu lại năm đó. Giải đạo nhân trao mày, mở miệng nói, tên gì? Hàn lập hỏi, tích lân không cảnh, giải đạo nhân đáp, tích lân không cảnh, đó là cái gì? Hàn lập tìm tòi một hồi trong đầu, vậy mà không có ấn tượng gì với cái tên này. Ta cũng không rõ lắm, chỉ là những ngày gần đây cái danh từ này thoáng hiện vô số lần trong đầu ta, nhưng cụ thể là chỉ cái gì thì không biết." Giải đạo nhân lắc đầu, nói: "Nghe như một bí cảnh nào đó, chẳng qua, sao ngươi biết cái đó có quan hệ với chủ nhân ban đầu của ngươi?" Lông mày Hàn Lập nhíu lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại hỏi: "Chương 795, vạn vật đều ẩn chứa thời gian. Từ khi chúng ta tiến vào ma vực, trong đầu ta bắt đầu có một ít trí nhớ thoáng hiện lại của chủ nhân." Tựa hồ chủ nhân ta vốn đến từ ma vực mà tích lân không cảnh có liên hệ nào đó với chủ nhân về phần liên hệ gì thì vẫn chưa nhớ được sau một lát trầm tư giải đạo nhân mở miệng nói ngươi nói là chủ nhân ngươi là ma tộc đầu tiên hàn lập hơi ngẩn ra ngay sau đó lại có chút ngạc nhiên hỏi lần đầu tiên hắn gặp giải đạo nhân năm đó chẳng phải là ở ma nguyên hải nơi đó lại thuộc về hạ giới ma vực không sai chẳng qua sau đó không biết vì sao lại đi đến tiên giới từng làm luyện khí sư khôi lỗi ở bách tạo sơn giải đạo nhân gật đầu một cái nói liên quan tới chuyện tích lân không cảnh ta sẽ nghĩ cách dò hỏi sau nếu là ở ma vực mới xuất hiện cảm giác này chuyện này hơn phân nửa có liên quan đến ma vực rồi nếu ngươi nhớ lại những chuyện khác kịp thời nói cho ta một tiếng là được năm đó đã đáp ứng phải giúp ngươi hoàn thành ước nguyện đương nhiên ta sẽ không từ chối hàn lập suy nghĩ một chút nói giải đạo nhân không nói gì nữa gật đầu một cái, cáo từ rời đi. Hàn lập một thân một mình ngồi trong trúc lầu, tâm trạng có chút lộn xộn. Từ sau khi đặt chân tới di tích chân ngôn môn vẫn luôn bận biểu dị thường, ngay cả bình ổn tâm tình tu luyện cũng là hy vọng xa vời. Lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp ở tẩy sát trì, đột phá bình cảnh tầng thứ 5 luyện thần thuật. Mặc dù sau đó tu luyện không bị cản trở, nhưng vẫn không dãnh lĩnh mộ thật tốt, cho nên công pháp tầng 5 vẫn không thể đại thành. Còn năm bộ công pháp thời gian chân ngôn môn, môn trừ chân ngôn hóa luân kinh bản thân nghiên cứu sâu nhất ra, bốn bộ còn lại cũng không nghiên cứu quá sâu. Nhắc tới, lúc ở Bắc Hàn Tiên Vực, hắn mơ hồ nhận ra chân ngôn hóa luân kinh, huyễn thần bảo điển và thủy diễn tứ thời quyết có liên hệ nào đó với nhau. Sau đó lại dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được đông ất khô vinh kinh và đoạn thời lưu hỏa tập, trong lòng dần nảy sinh một suy đoán. Hắn tin giữa năm bộ công pháp này nhất định tồn tại liên hệ nào đó. Nếu tạm thời phải dừng chân ở chỗ này một đoạn thời gian, không ngại thử tu luyện mấy bộ công pháp này một chút cũng làm cho tu vi bản thân vững chắc thêm một chút hàn lập trầm ngâm chốc lát tự lẩm bẩm nghĩ tới đây hắn liền chậm rãi nhắm hai mắt lại bắt đầu tĩnh tọa điều tức hồi lâu sau trong đầu hắn chợt lóe hào quang công pháp đoạn thời lưu hỏa tập mà nhiệt hỏa tiên tôn để lại cho hắn bắt đầu hiện ra lúc trước hắn cũng không cẩn thận kiểm tra giờ mới thật sự tính là bắt đầu tu luyện công pháp này đoạn thời lưu hỏa tập có chút tương tự với mấy bộ công pháp của hắn cũng có chín tầng mỗi lần tu luyện một tầng cảm mộ với thời gian pháp tác lực sẽ càng sâu một tầng gần giống huyễn thần bảo điển, trong đó cũng nhắc tới một loại tương tự như huyễn thần sa cảnh và đoạn thời hỏa cảnh tựa hồ sau khi tu luyện thành có thể khiến thời gian trong một khu vực ngừng lại loại thời gian ngừng lại này giống như một loại đình trệ thời gian tuyệt đối chẳng qua phạm vi ảnh hưởng có hạn theo công pháp không ngừng tăng lên mới có thể dần dần mở rộng ra sau chốc lát trầm ngâm hàn lập không bắt đầu tu luyện liền quang mang trong đầu lại dạo dực trong một mảnh thanh quang mờ mịt lại hiện ra từng chữ nhỏ màu vàng, nhưng công pháp thời gian này được đặt tên khác là Đông Ất Khô Vinh Kinh. Ban đầu khi lấy được bộ công pháp kia, hắn cũng chỉ kiểm tra qua loa một chút, sau đó cũng không rảnh để tìm hiểu kỹ. Sau một hồi cẩn thận kiểm tra, Hàn Lập phát hiện bộ công pháp kia khác một trời một vực với mấy bộ trước. Tuy cùng tu luyện thời gian pháp tác lực, nhưng lại không có bao nhiêu lực công kích, sau khi tu luyện thành công sẽ có hy vọng ngưng ra một cây đông ất thần mộc. Thần mộc này khiến cây cỏ thực vật trong phạm vi nhất định biến hóa bốn mùa, luân chuyển tuần hoàn, đều do người tu luyện khống chế. Ngoài ra nó còn có thể áp chế những cỏ cây tu luyện thành tinh, nghị yêu. Xong, Hàn Lập không có quá nhiều cảm xúc với loại công hiệu phía sau. Dù sao có một con tinh viêm hỏa điều đã đủ đối phó với cỏ cây hoa lá thành tinh rồi, thứ hắn chú ý hơn lại là loại công hiệu trước đó. Nếu có thể khống chế biến hóa bốn mùa trong phạm vi nhất định, đồng nghĩa với việc có thể tăng nhanh tốc độ bốn mùa lưu chuyển từ đó đạt tới hiệu quả khiến cỏ cây lớn nhanh hơn. Thật sự như vậy, nếu trong linh dược viên của hắn trồng thêm một cây đông ất thần mộc, đây chẳng phải là có thể thúc giục linh dược trong phạm vi lớn sao. Mặc dù hiệu quả nhất định không mạnh bằng lục dịch của tiểu bình nhưng thắng ở phạm vi lớn hơn. Sau khi tra xét, Hàn Lập chợt nhớ tới lúc trước tu luyện huyễn thần bảo điển, trong đó có một chỗ hắn vẫn không hiểu được, kế đó chỉ biết tu luyện theo công pháp trong đó, tìm hiểu từng chút một. Hôm nay cẩn thận đọc và tìm hiểu qua đoạn thời lưu hỏa tập mới phát hiện trong đó có một phương pháp ngưng luyện lưu hỏa, kết hợp với huyễn thần xa bên trên, dường như còn có tác dụng. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nhắm mắt điều tức, tu luyện theo phương pháp này. Mấy giờ sau, Hàn Lập mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cách này quả nhiên hữu hiệu, mắt thấy không sai, trong lòng hắn không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc. Năm bộ công pháp này nhìn như đều là công pháp thuộc tính thời gian, nhưng mỗi loại lại có chỗ khác nhau, trong tên gọi lại chứa thuộc tính ngũ hành chẳng lẽ kết hợp chúng lại sẽ ra thứ gọi là đại ngũ hành nguyễn thế quyết sau khi sinh ra ý niệm này hắn lập tức nhắm hai mắt lại trong đầu liên tục thay đổi từng bộ trong năm bộ công pháp bắt đầu từ chân ngôn hóa luân kinh hắn quen thuộc nhất từng chút từng chút tu hành mạch lạc năm bộ công pháp thời gian trôi qua từng giờ từng phút rất nhanh sắc trời dần tối sau đó trăng sáng mọc ở phương đông lặn về tây thẳng đêm cho tới trời sáng một đêm trôi qua hàn lập vẫn duy trì trạng thái tĩnh tọa trầm tư hồi lâu sau hắn chậm rãi mở mắt ra trên mặt hiện ra vẻ cười khổ lẩm bẩm trong miệng năm bộ công pháp không cái nào là đơn giản dễ hiểu chính giữa rắc rối hàng vạn lần giờ càng nhìn càng giống một đoàn đai rối có thể chứng thực cho nhau như trước chỉ có vài cái bỏ đi bỏ đi lý giải không rõ thì tạm thời buông xuống không ngại trước tu luyện đoạn thời lưu hỏa tập và đông ất khô vinh kinh có lẽ có chút thu hoạch bất ngờ sau khi nghĩ thông suốt hàn lập không do dự nữa ăn vào một viên đan dược tay bấm pháp quyết trong miệng yên lặng ngâm tụng khẩu quyết đoạn thời lưu hỏa tập, điều động tiên linh lực trong cơ thể vận chuyển, quanh thân trên bắt đầu dao động từng tầng màu đỏ nhạt. Thời gian thoáng một cái trôi qua hơn 3 tháng, trong trúc lâu tại không gian hoa chi, Hàn Lập đã sớm rời khỏi trạng thái tu luyện, hai tay chắp sau lưng, đi tới đi lui trong lâu. Sau một lát, hắn trao mày đẩy cửa trúc lâu ra, đi tới tiểu viện ao sen khói xương kia. Thiên địa linh khí trong viện cực kỳ nồng đậm, khiến người ta ở trong đó liền cảm thấy hết sức thoải mái dễ chịu hàn lập đi lên cầu nhỏ tay vịn lan can ánh mắt rơi vào lá sen trong ao nhìn từng gân mạch rõ ràng trên lá suy nghĩ xuất thần ba tháng này hắn đều tu luyện hai bộ công pháp đoạn thời lưu hỏa tập và đông ất khô vinh kinh một chút kết quả phát hiện không những không tu luyện chót lọt như thủy diễn tứ thời quyết trước đó ngược lại cảm thấy gặp nút thắt khắp nơi tiến triển gian nan cũng không phải hắn không lĩnh ngộ đủ với thời gian pháp tác lực mà là hắn phát hiện khi đồng thời xem năm bộ công pháp chẳng những chúng không chứng thực cho nhau mà còn xuất hiện rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Đặc biệt là lúc tu luyện, tiên linh lực trong cơ thể di chuyển mạch lạc, phù hợp với đoạn thời lưu hỏa tập, thuận theo huyễn thần bảo điển, nhưng lại mâu thuẫn với thủy diễn tứ thời quyết, hoặc phù hợp chân ngôn hóa luân kinh, thuận theo thủy diễn tứ thời quyết, lại mâu thuẫn với đông ất khô vinh kinh. Tóm lại, muốn cùng lúc tu luyện năm bộ công pháp, không tìm được chỗ mạch lạc chính xác trong đó thì càng luyện càng loạn rồi mất chừng mực. Trong lòng Hàn Lập phiền muộn, cảm thấy đang đi vào một ngõ cụt, nghĩ không ra hay là nên chủ động lui ra ngoài, cùng lắm thì độc lập tu luyện năm bộ công pháp này, ít nhất phải tu luyện chân ngôn hóa luân kinh đại thành rồi nói sau. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhớ lại, thẻ trúc xanh ngọc ghi lại hoàn chỉnh công pháp cửu trọng chân ngôn hóa luân kinh, còn có một thiên tu di cảm ứng thiên cực kỳ cổ quái. Đúng rồi, đúng rồi, sao ta lại quên mất nó? Hàn lập giơ tay đập lên chán mình liên tiếp ba cái, lớn tiếng kêu lên. Dứt lời, cổ tay hắn chuyển một cái, trong lòng bàn tay chợt lóe thanh quang, Hiện ra một thẻ trúc xanh ngọc. Trên thẻ trúc có khắc một hàng chữ nhỏ kim truyện văn, nghe đạo lúc sớm chiều, duyên pháp giữa thiên địa. Tay Hàn Lập cầm thẻ trúc, nhẹ nhàng vuốt ve chữ viết trên đó, khóe miệng treo nụ cười, đi nhanh về trúc lâu, đóng cửa trúc lâu lại. Lần bế quan này lại qua mấy tháng, trong lúc đó Thạch Xuyên không từng tới tìm Hàn Lập một lần, khi biết hắn đang bế quan liền chủ động quay về. Chẳng qua là trước khi đi có dặn dò giải đạo nhân, một khi Hàn Lập xuất quan thì bảo hắn lập tức tới gặp mình một lần hàn lập bế quan một ngược ở trong trúc lâu chưa từng hiện thân một ngày kia cửa trúc lâu cuối cùng kết một tiếng mở ra hàn lập thần thanh khí sảng từ trong đi ra bả vai run một cái thư giãn gân cốt trên mặt lộ ra một nụ cười mấy tháng nay hơn nửa thời gian hắn đều dùng để tìm hiểu tu di cảm ứng thiên kia chỉ là mấy ngàn lời lại khiến hắn quả thực bể đầu sứt chán một trận cũng may công phu không phụ lòng người hai tháng trước rốt cuộc hắn hiểu thấu đáo một phần huyền cơ trong đó Sở dĩ tu di cảm ứng thiên kia khó hiểu vì ngay từ đầu Hàn Lập đã hiểu sai ý. Hắn vẫn cho là thiên này có liên quan tới công pháp hoặc thần thông thời gian pháp tắc. Trên thực tế, quyển công pháp này như một quyển tổng cương vậy, không phải dùng để tu luyện, mà là nêu những nét chính của vấn đề, trong đó trình bày bao gồm thứ tự tu luyện năm bộ công pháp chân nguồn hóa luân kinh. Dĩ nhiên, trong đó cũng không chỉ đơn giản nói thứ tự trước sau, mà là phơi bày quan hệ tương sinh tương khắc giữa năm bộ công pháp này ra coi như hướng dẫn cách thực sự tu luyện đại ngũ hành nguyễn thế quyết. Năm bộ công pháp là từ góc độ ngũ hành thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ, đi tìm hiểu thời gian pháp tắc. Dẫu sao vạn vật đều ẩn chứa thời gian, thời gian pháp tắc coi như một trong ba đại pháp tắc trí tôn trong tiên giới. Vạn sự vạn vật tương sinh tương khác đều không thể thoát khỏi ràng buộc của thời gian, nhưng thời gian pháp tắc cũng hư vô mờ mịt, người bình thường đến chết cũng không cách nào chạm đến một phần thời gian pháp tắc. Mà nếu có thể mượn ngũ hành sinh diệt diễn hóa chi đạo, tới tìm hiểu chân lý thời gian đại đạo, chưa chắc không thể thành công. chương 796, lấy khỏe ứng mệt, ngay từ đầu Hàn Lập cũng không hiểu sao Di La Lão Tổ phải tốn công tốn sức tách đại ngũ hành huyễn thế quyết ra, về sau mới hiểu rõ. Đó hơn phân nửa là muốn một minh một ám, ghi chép công pháp lên Di La Kinh Tràng, một lần nữa lưu lại một phần truyền thừa cho môn nhân. Nếu không như vậy, bộ bảo điển chấn tông của chân môn môn này tới giờ đã biến mất hoàn toàn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắc đầu, khẽ thở dài một hơi. Nay hắn bỏ ra thời gian hơn 2 tháng, dựa theo tu di cảm ứng thiên chỉ dẫn, một lần nữa hợp chỉnh năm bộ công pháp lại, sửa thành một bộ công pháp cửu trọng đại ngũ hành nguyễn thế quyết hoàn toàn mới. Chẳng qua là khi hợp nhất năm bộ công pháp hỗn tạp thành một còn có rất nhiều chi tiết cần cân nhắc, nhưng trên cơ bản đã đầy đủ hoàn mỹ rồi. Vì Hàn Lập đã tu luyện mấy bộ công pháp trong đó rồi nên cấp bậc bây giờ đại khái tương đương với đệ tam trọng đại ngũ hành nguyễn thế quyết. Đợi đến khi toàn bộ ngưng luyện ra chân ngôn bảo luân, quang âm tịnh bình, huyễn thần sa, đoạn thì lưu hỏa và đông ất thần mộc thì có thể trực tiếp nhảy lên đến đệ lục trọng. Đến lúc đó cảnh giới tu vi của hắn cũng thật sự lên thái ất trung kỳ. Bởi vì một công pháp này do hắn dựa vào tu di cảm ứng thiên một lần nữa chỉnh hợp ra, cho nên sau khi tu thành công pháp sẽ có bao nhiêu thần thông biến hóa thì chưa rõ lắm, nhưng trong lòng mơ hồ có một suy đoán đại khái. Chẳng qua, năm bộ công pháp nguyên bản để có thể tu luyện thành thần thông, đương nhiên một bộ cũng không thể thiếu, chỉ là khi tu luyện sẽ theo đó nhiều ra vô số phiền toái cần không ngừng hoán đổi năm loại công pháp khẩu quyết công pháp và vận chuyển tiên linh lực đương nhiên độ khó tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều nhưng nghĩ tới khi tu luyện bộ công pháp kia đến giai đoạn sau có thể sẽ diễn hóa ra thần thông cảm thấy khả năng xuất hiện kết quả này có tỷ lệ rất cao hắn đã thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn hận không thể lập tức tìm một chỗ yên tĩnh và an toàn bế quan tu luyện thật tốt chẳng qua tình huống trước mắt tự nhiên là không thể ánh mắt hàn lập hơi thu liếm bàn tay vẫy nhẹ một cái, một cổng sáng màu bạc từ ngoài viện rời đến trước người. Hắn vừa xài bước ra, về tới lầu các trong thanh tiêu viện đã thấy giải đạo nhân ngồi xếp bằng điều tức bên ngoài cổng sáng. Lệ đạo hiếu, trước đó vài ngày thạch đạo hiếu có đến thăm qua, dặn là nếu ngươi xuất quan thì mời ngươi đến gặp hắn một lần. Giải đạo nhân mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên, nói. Đầu tiên Hàn Lập gật đầu nhẹ, sau đó mở miệng hỏi, đoạn thời gian này ngươi có nhớ lại gì về nguyện vọng của chủ nhân trước kia không? Không có, chỉ có bốn chữ tích Lân không cảnh thỉnh thoảng sẽ hiện lên trong đầu không tiêu tan. Giải đạo nhân lắc đầu, nói: "Thời gian qua làm phiền rồi." Hàn Lập thi lễ một chút với Giải đạo nhân, nói: "Giải đạo nhân im lặng đáp lễ lại, quay người bước vào trong cổng sáng. Sau khi đóng cửa động Thiên Hoa chi, Hàn Lập rời khỏi lầu các, ra ngoài tiểu viện trúc xanh vần quanh, một đường đi về phía U Hà viện. U Hà viện xây trên một đảo nhỏ giữa hồ, bốn phía là một hồ nước khá rộng, chính giữa hiện đầy lá sen. Phía trên hơi nước tràn ngập, xương khói mịt mờ. Hàn Lập đi một đường dọc theo hành lang trong hồ tiến về phía trước, khi gần lên đảo đã thấy Thạch Xuyên Không trên đảo chạy ra đón chào từ sớm. "Lệ huynh, cuối cùng ngươi đã đến." Thạch Xuyên Không vừa thấy hắn, lập tức nói, "Thạch huynh, ngươi bao trùm cả hòn đảo nhỏ này sao?" "Ngay pháp trận cảm ứng ngươi cũng bố trí trong hồ, ta mới vừa lên hành lang, ngươi đã nhận ra." Lông mày Hàn Lập cau lại, hỏi, "Pháp trận chỉ bố trí ở trên đảo?" chẳng qua trong hồ có hơn 10 đầu quan lan ngư. Ngươi vừa lên hành lang, trên người tỏa ra chấn động sẽ bị những vật nhỏ này cảm giác được. Ta lưu lại dấu vết trên người chúng, đương nhiên cũng có thể nhận ra được. Thạch Xuyên không nói như vậy, bố trí nhiều thủ đoạn như vậy, sao thế, xảy ra chuyện gì à? Hàn Lập vừa đi lên đảo theo Thạch Xuyên không, vừa ngắm nhìn bốn phía, mở miệng hỏi. Cả tòa đảo nhỏ thấp thoáng cây cối rậm rạp, theo lý thuyết sẽ có nhiều thanh âm chim tước gáy nhưng lúc này trên đảo hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên là bố trí rất nhiều pháp trận, chim tước sợ quá bỏ chạy hết. Trước đó vài ngày, ta đến hành cước trai một chuyến, nhận được truyền tin của Tam Ca. Thạch Xuyên không cho mày, nói, trên thư nói gì, Hàn Lập hỏi, một tin tốt, một tin xấu. Tin tốt là Tam Ca ta đã phái người tới tiếp ứng chúng ta, tin xấu là chỉ sợ bên đại ca đã nhận được tin rồi. Thạch Xuyên không cười khổ một tiếng, nói, dựa theo lời ngươi nói lúc trước, hắc giấu đại vương luôn đưa tin tức giả thì có lẽ ít nhất có thể kéo dài năm, sáu tháng cho chúng ta, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Đại ca ngươi đã biết tin, vậy rất có thể vị trí của chúng ta đã bại lộ. Hiện tại phải xem sát thủ tới trước hay viện binh tới trước. Hàn Lập suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên mới nóng lòng gặp mặt ngươi thương lượng phương pháp đối phó một chút. Thạch Xuyên không gật gật đầu, nói, nhìn quy mô khách sạn Vân Sơn nhiễu, có lẽ sau lưng có người tỏa trấn phòng ngừa ngoại nhân quấy rối a à. chúng ta với tư cách khách mới bọn hắn theo lý nên che chở hàn lập trầm ngâm nói sợ là lai giả bất thiện cái vân sơn nhíu cũng không cần biết nhưng rời khỏi đây càng không an toàn chẳng bằng tại chỗ này dĩ giật đãi lao thạch xuyên không thở dài nói vì phòng ngừa vạn nhất chúng ta còn phải bố trí thêm vài thứ khác sau một lúc trầm ngâm hàn lập nói xin lắng tai nghe thần sắc thạch xuyên không ngưng lại mở miệng nói. Hai người ngồi đối diện thảo luận không ngừng đến hoàng hôn, Hàn Lập mới đứng dậy trở về thanh tiêu viện. Liên tiếp mấy ngày sau, Thạch Xuyên không đều tới lui giữa cửa hàng trong thành và khách sạn, Hàn Lập chưa tu luyện ban đêm thì phần lớn thời gian đều ở lại U Hà Viện trên hòn đảo nhỏ. Thời gian nhoáng một cái qua hơn nửa tháng, một ngày này trong đêm, Hàn Lập đang tính tọa điều tức trong lầu các thanh tiêu viện. Bỗng nhiên lông mày nhíu lại, lòng nhận thấy có điểm khác lạ liền bay vút ra, thân hình lơ lửng trên biển trúc, đi về phía đảo nhỏ giữa hồ. Lúc này, chỉ thấy hai đạo độn quang một xanh một tím bắn nhanh từ xa tới, tới gần đảo bỗng chia làm hai, trong đó độn quang màu xanh bay thấp xuống đảo nhỏ, còn độn quang màu tím tức thì lao thẳng đến Hàn Lập. Người tới tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền dừng lại trước người Hàn Lập. Người kia mặc một bộ váy nước màu tím, chất vải quần áo hơi trong suốt, phát họa nên một thân thể thướt tha, quyến rũ nhu nhược không xương, thêm với dung nhan tuyệt mỹ kia, vạt áo tung bay, thoạt nhìn quả thực thoáng như cung phi thần tiên. Đôi mắt sáng của nữ tử khẽ nhúc nhích, nhìn trên dưới đánh giá Hàn Lập một cái, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng sắc mặt che giấu vô cùng tốt, nếu Hàn Lập không có nhãn lực vượt xa thường nhân thì đúng là không phát hiện được biến hóa rất nhỏ kia. Vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào. Nữ tử áo tím ôn nhu cười một tiếng, mặt vui vẻ nói với Hàn Lập. Ta vốn nghĩ vừa chạm mặt nhau liền đánh luôn một trận mới đúng, tiên tử như vậy khiến ta có chút luống cuống chân tay rồi. Hàn lập mỉm cười, mở miệng nói, chủ nhân nhà ta chỉ muốn vị ở trên đảo kia, đối với đạo hữu ngươi lại sinh lòng yêu tài. Chỉ cần đạo hữu ngươi mặc kệ sống chết mặc bay, không nhúng tay vào sự tình trên đảo, đợi lát thanh lăng tỉ tỉ bên kia xử lý sạch sẽ, chủ nhân sẽ có một gọc phú quý lớn tặng ngươi. Nữ tử áo tím dịu dàng cười nói, nói như vậy, lệ mẫu ngược lại là nhân họa đắc phúc rồi. Ý cười trên mặt hàn lập giống như nhiều thêm vài phần đợi chuyện ở đây xong, không bằng lệ đạo hữu đi theo chúng ta trở về giả dạ dương thành, đến lúc đó. Nữ tử áo tím dịu dàng cười một tiếng, nhưng lời còn chưa nói hết, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm thật lớn truyền đến, xa xa trên đảo nhỏ giữa hồ sáng lên một mảnh bạch quang rực rỡ tươi đẹp, một phù trận màu bạc cao tới ngàn trượng vọt lên từ đảo, bao phủ toàn bộ hòn đảo và vùng nước xung quanh, từ trong không ngừng truyền ra chấn động không gian mãnh liệt. Ngay sau đó, một âm thanh nổ đùng vang lên kịch liệt, cả đảo ánh lửa ngút trời, dẫn đến sóng bạc ở vùng nước xung quanh bốc lên, dâng lên từng trận hơi nước màu trắng, ngay cả mặt đất dưới thân Hàn Lập cũng rung động kịch liệt, biển trúc khắp nơi lay động không ngừng. Trong âm thanh ù ù, cả hòn đảo mang theo phù trận màu bạc cùng chìm xuống đáy hồ. Thân sắc nữ tử áo tím biến đổi, ánh mắt chuyển hướng Hàn Lập, đang muốn mở miệng nổi giận quát, chỉ thấy trước người sáng lên một đạo kim quang, một vòng bảo luân màu vàng cực lớn chợt hiện theo thân ảnh Hàn Lập. Chỗ quang mang màu vàng chiếu rọi Dòng chảy thời gian bỗng chậm đi. Nữ tử áo tím liền cảm thấy thần thức chậm chạp, cả người giống như trôi lơ lửng ở không gian hư vô, tất cả mọi thứ xung quanh cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Hàn Lập thấy thế, giữa mi tâm bỗng nhiên có tinh quang chớp động. Có vài sợi xiềng xích óng ánh bắn ra từ mi tâm hắn, phù văn màu đen như ẩn như hiện phía trên, trực tiếp đâm vào trong đầu nữ tử áo tím. Trong nháy mắt tiếp theo, trong thức hải nàng hình thành một lồng giam xiềng xích hình vuông bên trong thình lình nhốt một thần hồn tiểu nhân màu tím mịt mờ đang không ngừng biến hóa hình thái, muốn giấy dụa khỏi đó. Nhưng mà, mặc kệ giấy ruộa thế nào, lồng giam thần niệm vẫn vững như núi, không chút dấu nào vết tan vỡ. Ánh mắt Hàn Lập thu liếm, thấy nữ tử áo tím lơ lửng trên không trung, dường như lâm vào mặt nước, thân hình không cử động được nữa, lúc này mới thu hồi chân ngôn bảo luân, tiện tay vung lên trước. Một đạo quang mang màu bạc hiện lên, đại môn không gian hoa chi mở ra, thạch xuyên không cất bước từ trong đi ra đại ca thật sự là cam lòng, vậy mà phái thân tín mỹ cơ của mình tới giết ta. Nếu không có lệ huynh mưu đồ giúp ta, lần này ta nhất định sẽ thua trên tay song sinh mỹ nhân tử thanh này. Thạch xuyên không nhìn về nữ tử áo tím, thân sắc hơi đổi, mở miệng nói. Sao, nghe ngữ khí của ngươi giống như có chút kiêng kỵ với hai người này. Ánh mắt hàn lập chấp lên, hỏi, lần này nếu không phải sớm bố trí, lấy một đám phần hồn của ta làm làm mồi như thiết lập trận trên đảo, Người vừa chủ động hiện thân, đánh bậy đánh bạ phân tán họ ra, nhất định chúng ta không dễ đắc thủ như vậy. Bất kể thế nào, xử lý nàng sạch sẽ trước đi, tránh để hậu họa. Thạch Xuyên không cho mày, nói, bây giờ thần hồn nàng bị ta nhốt, không phản kháng được, người cứ việc ra tay thôi. Hàn Lập gật đầu nói, Thạch Xuyên không nghe vậy, đang muốn động thủ, dị biến liền phát sinh. chương 797, đồng thể song hồn, chỉ thấy thiếu nữ áo tím bị Hàn Lập dùng thần niệm lồng giam trói buộc chặt, Khóe miệng bỗng nhếch về phía trước, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, một thần hồn tiểu nhân màu xanh liền thò ra từ đầu vai, ánh mắt oán độc nhìn bên này một cái, lập tức lóe lên chui vào trong cơ thể thiếu nữ áo tím. Trên người thiếu nữ áo tím lóe lên thanh quang, một đầu tóc dài đen nhánh lập tức biến thành một nửa xanh u, một nửa tím mờ. Trong đôi mắt của nàng cũng quỷ dị chuyển thành một xanh một tím. Hàn Lập cảm thấy một cỗ thần niệm chi lực cường đại, từ đó cuốn tới thức hải hắn dùng thần niệm xiềng xích kết thành lồng giam lập tức bị trùng kích kịch liệt, lại không cách nào chống cự được trực tiếp vỡ tan ra. Nhất thể song hồn, trong nội tâm hàn lập dùng mình, nhanh chóng bay vụt về phía sau. Trước kia chỉ biết tử thanh song thù là tỉ muội song sinh, thời điểm hợp thể chiến lực siêu cường, từng vì trận chiến liên thủ đánh chết một gã tu sĩ cấp đại la mà thành danh, không ai biết rõ các nàng lại là nhất thể song hồn. Cái này, cái kia vừa mới sụp đổ theo hòn đảo đó là cái gì? mặt mũi thạch xuyên không cũng tràn đầy vẻ kinh dị sau đó lao về phía sau hơn phân nửa là một loại thần thông thân ngoại hóa thân nếu các nàng là nhất thể song hồn sau khi dung hợp thần hồn chỉ sợ có thể so với tu sĩ đại la không nên hàn lập còn chưa nói hết đã bị một tiếng rít cắt đứt thanh âm kia bén nhọn vô cùng phảng phất như một trường mâu bén nhọn trực tiếp xuyên qua thức hải hai người hàn lập làm thần thức hải bọn hắn đại loạn tiên linh lực trong cơ thể vận chuyển cũng trở nên hỗn loạn không trật tự thân hình càng không tự chủ được mà rơi xuống hướng mặt đất. Hàn lập cố nén đau đớn kịch liệt từ trong thức hải truyền đến, vội vàng vận chuyển công pháp luyện thần thuật tầng thứ 5, bên trong thức hải lập tức sinh ra một cỗ vô hình chi lực, như là một quang thuẫn vô hình chống lại cỗ thanh âm kia xâm nhập. Bên kia, Thạch Xuyên không bất ngờ không đề phòng, căn bản không kịp phản ứng, thân hình rơi xuống thẳng tắp, trực tiếp rơi vào trong mảnh biển rừng xanh biếc, cũng không biết có phải bị ngất hay không, đã không còn động tính bởi vì chủ nhân có lòng nhân hậu lưu ngươi một con đường sống tử hòa muội muội mới khuyên bảo ngươi ngươi lại không biết sống chết cả gan cùng thạch xuyên không ám toán chúng ta thật đúng là đáng chết thiếu nữ áo tím đình chỉ tiếng rít mở miệng nói ra lúc này thanh âm của nàng bỗng nhiên trở nên thô to thêm vài phần hiển nhiên là thanh lăng đang nói chuyện hàn lập âm thầm lấy lại bình tĩnh không có trả lời toàn lực thúc dục luyện thần thuật cổ tay vòng một cái phía dưới bên ngoài thân sáng lên một mảnh thanh quang 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lơ lửng hiện ra, mũi kiếm trực chỉ thiếu nữ áo tím, phát ra từng trận run rẩy. Thiếu nữ áo tím thấy thế, cười lạnh một tiếng, trong miệng bỗng nhiên khép mở vài cái. Nương theo một hồi thanh âm khẩu quyết vang lên, Hàn Lập liền cảm thấy hoa mắt, lập tức ánh sáng khắp nơi tối sầm lại, phảng phất toàn bộ thế giới đều ngập vào trong bóng tối. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chỉ thấy trong hư không đen kịt có hai cái nhãn cầu to lớn đang lơ lửng, một xanh một tím, cả hai đều tản ra từng trận sóng ánh sáng, không ngừng nhộn nhạo như nước. Loại sóng ánh sáng này đào qua thân hình, cũng không gây khó chịu gì cả, ngược lại làm cho người ta hết sức thoải mái ấm áp như tắm gió xuân. Hàn lập bị tầng tầng sóng ánh sáng lướt nhanh qua liền cảm thấy toàn thân ấm áp, ý thức bất chi bất giác rơi vào một loại trạng thái mười phần lười biếng, tâm thần toàn thân vốn căng cứng liền chậm rãi buông lỏng xuống. Nhưng mà tại chỗ sâu trong thức hải, giờ phút này thần hồn tiểu nhân của hắn đang bị tầng tầng vòng sáng tím xanh quấn quanh trên người, đang há lớn miệng không ngừng la lên. Mặc kệ nó giấy rụa thế nào, Thủy Trung không thể nào thoát ra vòng sáng tím xanh giam cầm trùng điệp. Bất quá, dù sao Hàn Lập cũng không phải là tu sĩ thái ất bình thường, nghị lực cường đại cùng thần thức chi lực cường hãn vượt xa thiếu nữ áo tím dự đoán. Mắt thấy Hàn Lập còn không ngừng lúc lắc đầu, ý đồ thoát ra khỏi khống chế của nàng, trong mắt thiếu nữ áo tím mơ hồ hiện lên một tia kinh dị. Dù sao trước kia gặp phải tu sĩ thái ất trung kỳ, dưới lực lượng công kích thần hồn mạnh như thế, không thể bảo trì được một tia thanh minh như vậy. Tỷ tỷ, nếu chúng ta cắn nuốt thần hồn của hắn, chỉ sợ tu vi của chúng ta liền có thể tiến thêm một bước rồi. Thanh âm thiếu nữ áo tím đột nhiên trở nên ôn nhu vài phần, tựa như tử hòa đang nói chuyện. Đừng chủ quan, thần hồn chi lực người này vượt xa thái ất ngọc tiên bình thường, ta và ngươi cần phải toàn lực ứng phó, đem đầu lâu của hắn và thạch xuyên không về dâng cho chủ nhân, nếu không tổn thất một cỗ hóa thân trọng yếu như vậy, ta và ngươi mặc dù được người sủng ái nhiều năm cũng khó tránh khỏi trách phạt. thiếu nữ áo tím sáng lên đôi mắt màu xanh chính là thanh âm thanh lăng. vậy thì nghe theo tỷ tỷ đi. tử hoa nói xong ánh mắt thiếu nữ áo tím nhìn về hướng hàn lập. chỉ thấy hàn lập dưới công kích của thần hồn đã dần dần khôi phục lại thân hình một lần nữa ổn định. treo ở giữa không trung nhìn về phía bên này trong mắt thần sắc phức tạp. lại còn có thể tự động thanh tình. tử hoa có chút ngoài ý muốn mở miệng nói. Hàn Lập mạnh mẽ đè xuống từng trận ảnh hưởng trong thức hải, hai mắt ngưng lại, chân môn bảo luân trong cơ thể lập tức nghịch chuyển, thân hình bắn nhanh về hướng thiếu nữ áo tím, 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm càng xẹt qua từng đạo lưu quang, bắn nhanh trước hắn một bước. Muốn cận thân chém giết, người si nói mộng, thanh lăng quát khẽ một tiếng, nàng vừa dứt lời, 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đã đi tới phụ cận, đâm thẳng về hướng nàng. Nhưng mà, phi kiếm tới cách nàng 10 trượng liền bị một cỗ lực lượng cổ quái lấy mắt thường khó phân biệt được gắt gao kéo lấy, nguyên một đám treo ở giữa không trung rung động lắc lư không thôi, lại không thể nào tiến thêm một bước. Hàn lập thấy thế, thân hình hơi chậm lại, trong hai tròng mắt lập tức sáng lên hào quang màu tím. Dưới cửu U Ma Đồng, tầng lực lượng ngăn cản thanh trúc phong vân kiếm tập kích lập tức hiển lộ ra, rõ ràng là 18 đạo thần niệm tinh ti hết sức nhỏ. Tinh thi này từ trên người thiếu nữ áo tím tán phát ra, gắt gao quấn quanh lấy mỗi một thanh trường kiếm, làm cho nó không cách nào tiến tới được. Có thể làm thần niệm hóa thực, tâm niệm hàn lập vừa động, trên thanh trúc phong vân kiếm lập tức lóe lên đường vân lôi điện, từng sợi lôi điện màu vàng nhẹ nhẹ lập tức bùng nổ, nhộn nhạo lên từng trận lôi điện pháp tắc chi lực. Ầm ầm, một hồi sấm sét vang dội, thần niệm tinh ti quấn quanh trên 18 thanh phi kiếm lập tức đứt gãy tiêu tán ra. Trên thanh trúc phong vân kiếm lập tức vang lên từng trận tiếng kiếm minh trong trẻo, lần nữa điện xả tới thiếu nữ áo tím không biết sống chết, thiếu nữ áo tím quát một tiếng, tựa như hai nữ đồng thời lên tiếng. Mỗi hai bàn tay tả hữu bấm niệm pháp quyết, khép lại trước người, kết thành một cái thủ ấn cổ quái. Đứt cho ta, hai người quát lớn một tiếng, chỉ thấy một tầng linh vực hơi mờ lập tức mở ra, bao phủ tất cả thanh trúc phong vân kiếm đang tập kích đến vào trong đó. Lúc phi kiếm tiến vào linh vực, trong nội tâm hàn lập lập tức thầm kêu một tiếng không tốt. Tiếp theo trong nháy mắt, liên hệ thần niệm giữa hắn và phi kiếm liền bị chặt đứt. Điện quang trên 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm ẩn nặc, kiếm khí thu vào, giống như tất cả đều biến thành vật vô chủ, tất cả uy năng thu hồi, treo ở không trung. Mặc kệ Hàn Lập thúc dục thần thức, dùng thần niệm liên hệ cùng chúng như thế nào, 18 thanh phi kiếm đều không phản ứng chút nào. Thần niệm linh vực này rộng không tới trăm dặm nhưng ngăn cách ra một mảnh khu vực cấm tuyệt thần thức khác, chẳng những cách trở liên hệ giữa Hàn Lập cùng bản mệnh pháp bảo, mà ngay cả thần thức chi lực của hắn cũng bị ảnh hưởng. Thần sắc Hàn Lập không thay đổi, Cổ tay vòng một cái phía dưới, một chuôi thanh thanh trúc phong vân kiếm khác hiển hiện ra, trên thân kiếm lóe lên kim mang, một đạo điện quang màu vàng lập tức hiển hiện ra. Cũng may chỉ cần không dùng thần niệm thúc dục, thần thông phi kiếm sẽ không bị ảnh hưởng. Trong nội tâm Hàn Lập thầm thở dài một hơi, đồng thời có chút hối hận, sớm biết như vậy vài ngày trước hắn tranh thủ thời gian tu luyện luyện thần thuật cho rồi, nói không chừng hiện tại cũng đã tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 5 viên mãn, trước mắt có lẽ cũng sẽ không bị động như vậy. Bất quá giờ phút này muốn cái gì cũng đã không kịp giao thủ cùng chúng ta lại còn dám phân tâm tự tìm cái chết lúc này tử hòa kêu lên một tiếng một cây đèn lưu ly hình dạng cổ quái đột nhiên bắn ra phía trước thẳng đến hàn lập hàn lập tập trung tư tưởng nhìn lại chỉ thấy bộ dáng cây đèn kia thập phần cổ xưa có bốn dị thú dung mạo cổ quái giữ tận quay lưng đối xứng nhau phân biệt về bốn hướng hai tay làm ra động tác cùng nhau nâng chén dầu nhỏ hoa sen phía trên bên trong chén dầu không thấy dầu thắp chỉ có một điểm lửa giống như hạt đậu màu xanh lá ung dung rung động ánh mắt hàn lập vừa mới tiếp xúc ngọn đèn toàn thân liền cứng đờ toàn bộ tâm thần lập tức bị ngọn lửa nho nhỏ kia hấp dẫn rốt cuộc không cách nào rời đi được tại bên trong thức hải hư ảnh một ngọn đèn to lớn hiển hiện ra trong đôi mắt bốn dị thú phía dưới lóe lên hào quang u lục tất cả đều há miệng ra làm ra động tác hút vào khắp nơi tâm thần hàn lập run lên lập tức cảm thấy thần niệm chi lực của mình bắt đầu trôi qua nhanh chóng như là từng sợi khói nhẹ nhao nhao chảy vào trong miệng bốn dị thú kia. Theo thần niệm chi lực nhanh chóng trôi qua, ngọn lửa trong chén đèn dầu kia thoáng một phát trở nên to lớn, như là một bó đuốc chiếm hết dầu đốt, thiêu đốt lên hừng hực. Phệ hồn đăng đã đốt trong thức hải hắn rồi, thần niệm chi lực của hắn rất nhanh sẽ tiêu hao hầu như không còn, thôn vệ thần hồn hắn bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, trước đi giết Thạch Xuyên không đã, chấm dứt hậu hoạn cho chủ nhân. Thanh Lăng mở miệng nói ra, tỷ tỷ nói đúng vô cùng, tử hòa nói ra, Tuy ngữ điệu hai người bất đồng, nhưng người ngoài nhìn thấy vẫn giống như là một người đang lầm bẩm thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Nói xong, thân hình tử thanh song thù lướt thẳng xuống, bay về hướng thạch xuyên không phía dưới. Giờ phút này, thạch xuyên không vẫn như cũ nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân vẫn giống như đang hôn mê, chấn động thần hồn lộ ra 10 phần yếu ớt. Tới gần 10 trượng, tử thanh song thù bỗng nhiên nhấc tay lên, một sợi dây kim trúc hai màu tím xanh bắn ra thẳng tắp, trực tiếp bắn về phía đầu thạch xuyên không chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, sợi dây kim trúc liền trực tiếp đâm vào ót thạch xuyên không, đầu lâu giống như quả dưa hấu chín mọng trực tiếp bị đập nát. Nhìn xem huyết nhục đầu lâu mơ hồ, nửa mặt tử thanh song thù lộ ra một vòng vui vẻ, nhưng nửa mặt kia lại lộ ra thần sắc cổ quái, hiển ra một tia nghi hoặc. Không đúng, vì sao không thấy Nguyên Anh chạy, thần sắc thanh lăng ngưng lại, mở miệng kêu lên, chương 798, địa bàn nhà mình, nghe thanh lăng nói, thần sắc nửa bên mặt tử hòa liền thu liếm lại. Không đợi nàng kịp phản ứng, mặt đất phía dưới bỗng bắn ra hai cột sáng màu bạc bao phủ thân hình nàng lại, trong chốc lát không cách nào động đậy mảy may, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng theo đó ngưng kết lại. Liền thấy phù văn chẳng chỉ tuôn ra từ cột sáng màu bạc, bay lượn quanh quẩn trên dưới, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một pháp trận đơn giản, chính giữa khảm hai mặt cổ kính màu bạc hình dáng phong cách cổ xưa. Trên mặt cổ kính, dưới quang mang, từng trận rung động không gian dồn dập mãnh liệt ẩn chứa chấn động pháp tắc mạnh mẽ, chiếu dọi tử thanh song thủ trong đó, giam cầm cố định giữa không chung. Lúc này, thi thể Thạch Xuyên không nằm sấp trên đất lật lên, tiếp theo một thân ảnh từ đó bỏ lên, lại bất ngờ cũng là Thạch Xuyên không. Lúc này sắc mặt gã tái nhợt, ánh mắt có chút vô thần, bước chân yếu ớt, đứng thẳng cũng có chút bất ổn. Trước đó thần hồn gã thật sự bị thương không nhẹ mới rơi xuống mặt đất, chẳng qua trên người gã mang dị bảo có thể bảo vệ thần hồn, rơi xuống đất không bao lâu liền tỉnh lại. Gã không tùy tiện hành động gì, mà tâm niệm vừa chuyển, Tương kế tiểu kế dùng phương pháp phe sầu thoát xác, vô thanh vô tức phân ra một đám thần hồn lưu lại trong thân thể giả tiếp tục hôn mê, chân thân thì thi triển bí thuật không gian, thần không biết quỷ không hay lẻn xuống mặt đất bố trí pháp trận này. Thạch Xuyên không dùng sức lắc đầu một cái, cảm giác đầu váng mắt hoa mới hơi giảm bớt. Gã cũng không nhìn Hàn Lập bên kia, mà tay bấm một thủ ấn cổ quái điểm vào hư không một cái. Lập tức một đạo ngân quang bắn ra, lóe lên rồi biến mất đánh vào cây đèn lưu ly li đang lơ lửng trên bầu trời. Phốc một tiếng, chủ nhân cây đèn bị cổ kính màu bạc giam cầm, chỉ bằng uy năng bản thân pháp bảo căn bản không ngăn nổi một kích này, bị đánh cho run lên kịch liệt, toàn thân xoay tròn rồi rơi xuống dưới đất. Cùng lúc đó, hư ảnh cây đèn lưu ly phản chiếu trong thức hải Hàn Lập cũng đồng thời run lên, biến mất không thấy. Hàn Lập liền cảm thấy thần thức buông lỏng, tiếp đó toàn thân không tự chủ rơi xuống mặt đất. Phanh một tiếng vang lên, thân thể hắn nện mạnh xuống đất, lõm xuống một cái hố to. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn tái nhợt bò từ trong hố ra, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, một bộ dạng hư thoát. Thạch Xuyên không nhìn sang hắn, hai người xa xa nhìn nhau một cái, đồng thời cười khổ một tiếng. Thạch Huynh, người có bảo bối này sao không lấy ra sớm, làm hại chúng ta chật vật như thế. Hàn lập thở dài một hơi, nói, lời ấy của Lệ Huynh sai rồi, cái ngân tiêu song kính này chính là bảo vật thiếp thân của Tam Kata, lần này vì giúp ta, mấy ngày trước mới dùng pháp trận truyền vật đưa đến hành cước trai ta không cách nào luyện hóa được, chỉ có thể mượn lực lượng pháp trận mới có thể sử dụng, thật sự cũng là bất đắc dĩ. Thạch Xuyên không hô to oan uổng, không nói những thứ này nữa, đầu tiên xử lý tử thanh xong Thủ rồi hãy nói. Nếu để các nàng trốn thêm một lần, ta và người thật sự phải bỏ mạng nơi này rồi. Hàn Lập khoát tay áo nói, Thạch Xuyên không, người dám giết ta, chủ nhân nhất định sẽ rút hồn luyện phách, tra tấn người thẩm tệ. Thân hình nữ tử áo tím bị ngân quang giam cầm, ngay bờ môi cũng không cách nào khép mở được, chỉ có thể dùng thần niệm chấn động nổi giận nói, chỉ là đồ chơi đại ca dùng thuận tay mà thôi, thật sự coi mình là tiên tử rồi hả? Lại nói, nếu không giết các ngươi, Thạch Trảm Phong hắn sẽ chịu buông tha ta. Thạch Xuyên không cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, gã nói xong, không đợi đối phương nói thêm gì nữa, hai tay đan trước người, bấm một cái pháp quyết, một ngón tay mạnh mẽ chỉ xuống pháp trận trên đất. Chỉ thấy trên pháp trận lóe lên ngân quang, hai cái kính tròn lập tức cùng dịch chuyển, đổi vị trí cho nhau ở trên chiếu ra hai cột sáng màu bạc đột nhiên mạnh mẽ uốn cong trong hư không. Tử thanh song thù bị giam trong đó đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm, thân hình lập tức bị không gian vặn vẹo xoắn nát, hóa thành một đống thịt nát. Mà nguyên anh tiểu nhân núp trong đó cũng bị không gian nghiền nát, biến thành hư vô. Cột sáng màu bạc thu lại, thân thể huyết nhục mơ hồ kia lập tức rơi xuống, tung tóe đầy đất. Cùng lúc đó, tia sáng tím xanh lốm đa lốm đốm tản ra từ đó, phiêu tán về bốn phía thần hồn mạnh mẽ như vậy cũng thật sự hiếm thấy rõ ràng đã bị nghiền nát không chịu nổi mà còn có thể bảo trì không triệt để tiêu tán hàn lập chật chật khen ngợi tay vung lên toàn bộ toàn hồn kia được thu vào trong lòng bàn tay sau đó hắn vẫy tay một cái thu hồi toàn bộ phi kiếm tiếp đó hắn quay người đi tới rừng trúc phía xa nhặt cây đèn lưu ly li của quái kia lên hắn trà sát thân đèn vài cái đánh giá thoáng qua cây đèn lưu ly li, suy nghĩ một chút đổ toàn hồn trên tay vào trong cây đèn Bên trên cây đèn màu xanh lập tức sáng ngời phù văn, từ đó sinh ra một mảnh hào quang lúc sáng lúc tối, bao phủ những tàn hồn lốm đa lốm đốm kia. Hàn lập chờ dây lát, thấy đèn lưu ly cũng không sáng lên nữa, hào quang sáng lên trước đó cũng phai nhạt dần, chỉ có những tàn hồn cho tàn bị khóa ở trong cây đèn. Trong nhất thời hắn cũng không rõ đây là có chuyện gì, tiện tay thu nó vào. Khi về tới nơi, Thạch Xuyên không đang lục tìm ra một chữ vật trạc từ trong đống huyết nhục kia. Sau khi rửa sạch, Gã luyện hóa chữ vật trạc, mở nó ra. Bên trong chữ vật không có nhiều đồ vật pháp bảo cho lắm, trên cơ bản tất cả đều là một ít đồ cần dùng ma khí thúc dục, ngược lại có một ít đan dược có ích với thần hồn và không ít linh tài. Lệ huynh, chút pháp bảo này tác dụng không lớn với ngươi, ngược lại đan dược linh tài thì ngươi lấy đi. Sau khi dò xét, Thạch Xuyên không nói với Hàn Lập, "Lần này thần hồn ngươi tổn thương không nhỏ, tất cả đan dược linh tài chúng ta chia đôi. Tất cả những đồ vật pháp bảo kia ta đều không muốn." nhưng quyển sách nhỏ kia có thể chia cho ta không? Hàn Lập chỉ vào một quyển cổ tịch mỏng màu xanh, hỏi. Thạch Xuyên không liếc qua bìa cổ tịch, thấy trên đó viết bốn chữ phệ hồn luyện nguyên, sau một chút do dự vẫn gật đầu nói. Sợ rằng đây là phương pháp tu luyện tà môn ma đạo, không biết lấy từ chỗ nào, nếu lệ huynh ưa thích loại đồ vật kỳ quái này, vậy cho ngươi là được. Đa tả, Hàn Lập tiếp nhận cổ tịch màu xanh, cười nói. Sau đó hai người thoáng phân chia đan dược, mỗi người phục dụng một ít, điều tức một lát ngay tại chỗ, Động tính huyên náo lớn như vậy mà khách sạn Vân Sơn nhiễu này không hề có một vị khách khanh nào đến đây dò xét, toàn bộ khách sạn đều có vẻ yên tĩnh, xem bộ dáng đã sớm bị cảnh báo rồi. Hàn Lập đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Thế lực và thực lực của đại ca luôn mạnh nhất trong số huynh đệ tỉ muội chúng ta, có thủ bút như vậy cũng không kỳ quái. Vốn chỉ chiến đấu sau lưng thì thiên Việt Hầu có thể còn giả bộ như không biết gì. Giờ náo loạn như vậy, sợ rằng hắn cũng bị ép chọn đứng bên nào rồi. Thạch Xuyên không nhíu chặt lông mày, nói, ý của ngươi là không thể ở lại hùng cứ thành này. Hàn Lập nhíu mày lại, hỏi, đúng vậy, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục, sau đó chúng ta lập tức rời khỏi. Thạch Xuyên không gật đầu nói, nhưng bên tam ca của ngươi không phải là. Hàn Lập trần chờ nói, ai, tình thế bắt buộc, cứ lưu lại bức thư là được. Thạch Xuyên không thở dài, nói như vậy, ước chừng sau nửa nén hương, trong một ngõ hẻm vắng vẻ phía bắc hùng cứ thành, hai đạo nhân ảnh chợt hiện ra hai người đều trong trang phục thư sinh đi lại vội vàng trong ngõ hẻm chỉ có điều một người là lão nho giả khú một người lại là thiếu niên áo xanh họ không phải ai khác chính là hàn lập và thạch xuyên không điểm cuối ngõ hẻm có một gian cửa hàng bề ngoài thấp bé rất nhỏ cánh cửa nửa khép nửa mở bên trong có chút ánh sáng nhìn có vẻ u tối không rõ hàn lập giả làm lão nho cùng thiếu niên thạch xuyên không lướt nhau chậm rãi lắc đầu thân hình hai người lóe lên đồng thời bắn vào bên trong cửa hàng chỉ thấy cửa hàng vốn chật hẹp, lúc này khai chứa đồ lộn xộn khắp nơi, các đồ vật rơi vãi đầy đất. Thạch Xuyên không nhìn như không thấy cảnh này, trực tiếp đi vào tường trong cửa hàng, đưa tay gõ lên một viên gạch xanh nhìn rất bình thường. Theo một tiếng vang nhỏ răng rắc, tiếp theo là một hồi thanh âm ù ù vang lên, một mặt tường gạch chậm rãi lui lại, lộ ra một cửa ngầm ẩn giấu bên trong. Thạch Xuyên không dẫn đầu bước vào trong cửa, Hàn Lập theo sát phía sau tiến đến. Kết quả bên trong cửa ngầm sau mật thất này cũng hỗn loạn không chịu nổi, một tòa pháp trận tinh vi cỡ nhỏ đã bị hủy hoàn toàn, bên cạnh cột đá đứt gãy còn có một thanh niên nam tử bộ dạng tiểu nhị. Trên người y không có nhiều ngoại thương, thậm chí ngay cả vết máu cũng không có nhiều, chẳng qua hai con mắt trợn ngược đã biến thành màu xám xịt, không còn một chút thần thái. Thức hải khô cạn, thần hồn tiêu tán toàn bộ, hẳn là tử thanh song thù gây ra. Hàn lập dò xét một chút, sau một lúc trầm ngâm, mở miệng nói. Như vậy xem ra, thư tín cũng không cần lưu lại nữa. Thần sắc thạch xuyên không ngưng lại, chậm rãi nói ra tiếp theo sau khi rời khỏi hùng cứ thành chúng ta nên đi chỗ nào hàn lập lại hỏi nhẫm sơn thành thời gian ta kinh doanh chỗ đó lâu hơn hùng cứ thành xem như địa bàn nhà mình có thể tương đối an toàn một chút hơn nữa chỗ đó cũng có một tòa pháp trận truyền thống thạch xuyên không hít sâu một hơi nói đã là địa bàn nhà ngươi sao trước đó chúng ta không trực tiếp đi tới đó chẳng phải an toàn hơn sao hàn lập trao mày lên hỏi Ta kinh doanh nhiều năm tại nhấm Sơn Thành, chuyện này ai cũng biết. Cho nên ai cũng đoán được ta sẽ đi tới đó, trước đó không đi là lo trên đường có mai phục. Giờ, đã là bất đắc dĩ, cũng đành phải lựa chọn thôi. Thạch Xuyên không cười khổ một tiếng, nói, nếu như đại ca ngươi nhận được tin tức, đã phái người đến hùng cứ thành, vậy nhấm Sơn Thành bên kia hơn phân nửa là có thể an toàn hơn một chút hàn lập gật đầu nhẹ, nói ra. Chỉ hy vọng như thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Thạch Xuyên không nói một tiếng, dẫn đầu ra ngoài cửa. Một lát sau, hai người ra khỏi cửa Bắc Hùng Cứ Thành, đi tới ngoài thành. Thạch Xuyên không vung tay lên, gọi ra ô thần phi toa. Thân hình hai người khẽ động, đứng trên phi toa. Một tay Thạch Xuyên không bấm niệm pháp quyết, phi toa hóa thành một đoàn hắc quang phóng tới ngàn dặm, chấp động một cái liền biến mất ở phía chân trời xa xa. chương 799, nuốt không gian mà đi. Trong một sơn mạch ở chân tiên giới, chỗ sơn mạch này toàn thân núi đá có màu vàng kim óng ánh, dưới ánh mặt trời chiếu xuống tỏa ra từng trận hồng quang màu vàng chói mắt, xinh đẹp dị thường. Trên không sơn mạch màu vàng, một đạo cầu vồng màu trắng bay nhanh về phía trước, tốc độ nhanh kinh người, hơn xa độn quang của tu sĩ thái ất bình thường. Bên trong cầu vồng là một đầu cửa thú màu trắng dài vài chục trượng, toàn thân phảng phất như bạch ngọc điêu khắc thành, không có một tia tạp chất. Trên đỉnh đầu nó hiện ra từng đường vân màu bạc, mơ hồ hình thành một đồ án chữ Vương. Trên lưng cự thú có một thiếu nữ áo vàng đang ngồi, thoạt nhìn chừng 17-18 tuổi, thân hình duyên dáng yêu kiều, tóc vàng áo choàng, mắt hạnh mi cong, dung mạo cực đẹp, chẳng qua thần sắc băng lãnh hầu như có thể đóng băng vạn vật. Trong ngực thiếu nữ đẹp đến nao lòng rõ ràng đang ôm một cây liêm đao màu vàng to lớn cao cỡ một người. Trên liêm đao hiện ra vô số đường vân màu vàng giống như con run, không ngừng chấp động, đồng thời tản mát ra khí thức vô cùng ác liệt, tựa hồ bất kỳ vật gì cũng không thể nào ngăn cản được chuôi liêm đao màu vàng này chuôi liêm đào tỏa ra sát khí hung lệ vô cùng bị thiếu như áo vàng ôm vào trong ngực, nhưng không có cảm giác không hợp chút nào, ngược lại có loại cảnh tượng như hổ thêm cánh. Một người một thú này, chính là Kim Đồng và Tỳ Hưu đã tách ra với Hàn Lập trước kia. Kim Đồng cùng Tỳ Hưu tản mát ra khí tức mạnh hơn không ít so với lúc ly khai Hàn Lập năm đó, Kim Đồng đã đạt đến thái ất cảnh trung kỳ, Tỳ Hưu thình lình cũng đã đạt đến thái ất cảnh. Bất quá giờ phút này, thần sắc hai người đều ngưng trọng, nhất là Tỳ Hưu, trong hai tròng mắt rõ ràng hiện ra vẻ sợ hãi, ra sức phi độn về phía trước. Mà mấy chục vạn dặm sau lưng hai người, một mảnh hồng vân cuồn cuộn che khuất bầu trời đang lao về phía trước hùn vụt nhanh như điện chớp. Hồng vân biến ảo cuồn cuộn, vô số hư ảnh binh mã ở trong đó như ẩn như hiện, làm cho người ta có loại cảm giác thiên quân vạn mã kéo đến. Ở chỗ sâu trong hồng vân lơ lửng một thạch đài màu đỏ lớn vô cùng, phía trên khắc lên vô số linh văn hỏa diễm, một đại hán trung niên thân phủ áo bảo đỏ đang ngồi xếp bằng ở trên đó thân hình người này cao lớn, đầu đội kim quan, trên áo bảo đỏ khắc một ngũ trảo kim long, thoạt nhìn rất giống hoàng đế ở thế tục, vẻ mặt nghiêm túc, làm cho người ta có loại cảm giác như gã nắm quyền hành trong tay. Mặt mũi đại hàn áo đỏ tràn đầy vẻ giận dữ, một đôi mắt hổ nhìn thẳng về phía trước. Bỗng nhiên, gã vung mạnh tay lên, bên ngoài thạch đài màu đỏ hiện ra một tầng, hào quang màu đỏ, vô số phù văn từ đó tuôn ra mãnh liệt, hồng vân tuôn ra phụ cận cuồn cuộn như sóng dữ, độn tốc lập tức đề cao gần nửa, khoảng cách với tỷ hưu phía trước nhanh chóng gần hơn, rất nhanh rút ngắn đến hơn 10 vạn dặm. Nhanh lên, kim đồng thấy cảnh này, hai hàng lông mày như loan nguyệt nhíu lại một cái, liêm đao màu vàng trong tay hung hăng đánh lên người tỷ hưu, phát ra một tiếng nổ mạnh của kim loại giao kích. Tỷ hưu kêu đau một tiếng, trên người lập tức sáng ngời bạch quang, phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, hai bên thân thể tỷ hưu hiện ra đôi cánh to lớn màu trắng, trên hai cánh hiện ra vô số linh văn. Hai cánh màu trắng vỗ mạnh, từng đạo khí lưu màu trắng hiển hiện ra, vần quanh người tỷ hưu tốc độ của tỷ hưu cũng nhanh hơn không ít nhưng so với hồng vân phía sau vẫn chậm hơn nhiều khoảng cách song phương tiếp tục kéo gần lại trong nháy mắt chỉ còn có 5-6 vạn dặm bên trong hồng vân trong mắt đại hán áo bảo đỏ lóe lên hung quang hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết sau đó một tay bỗng nhiên lăng không điểm một cái lên cao một màn làm cho người ta sợ hãi xuất hiện nguyên bản mặt trời cực nóng treo trên bầu trời đột nhiên sáng lên mãnh liệt lập tức biên cuồng tăng lên mấy chục lần biến thành một vòng mặt trời to mấy ngàn trường nhiệt độ hư không phụ cận đột nhiên tăng lên rung động suy suy tựa hồ hư không cũng muốn hòa tan sơn mạch trong vòng vạn dặm phía dưới ầm một tiếng rừng cây trong đó lập tức bốc cháy toàn bộ núi đá màu vàng cũng chậm rãi hòa tan ra tiểu bạch đồng tử kim đồng co rụt lại hét lớn một tiếng Tỳ hưu hiển nhiên minh bạch ý tứ của kim đồng chữ vương màu bạc trên trán nó đột nhiên tỏa sáng hào quang đồng thời miệng lớn dính máu mở ra khẽ hấp mãnh liệt chỉ thấy trong miệng nó tán phát ra từng trận tia sáng gai bạc trắng, hư không ngàn giảm phía trước ầm vang một tiếng, sau đó bắt đầu vặn vẹo sụp đổ mãnh liệt, thoáng cái chui vào trong miệng tỳ hưu. Dưới bụng tỳ hưu thình lình biến lớn nhanh chóng, phảng phất như mang thai 10 tháng. Hư không phía trước sụp đổ, lập tức làm hư không phía xa hơn dung chuyển kịch liệt, một vòng xoáy to lớn màu đen hiển hiện ra. Một cỗ thôn vệ chi lực to lớn từ đó hiện ra, thân thể tỳ hưu vèo một tiếng hóa thành một đạo huyễn ảnh màu trắng bay về phía trước, tốc độ đột nhiên tăng gấp hơn 10 lần, mắt thấy sẽ bay ra khỏi phạm vi bao phủ của mặt trời. Mưa tưởng chạy trốn, đại hàn áo bảo đỏ đằng sau thấy cảnh này, đột nhiên gầm lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết điểm vào mặt trời trên không trung. Mặt trời màu trắng chuyển động u u, lập tức vạn đạo bạch quang cực nóng từ mặt trời tỏa ra rồi bắn xuống, phô thiên cái địa chụp xuống tỉ hưu cùng kim đồng. phủ cận lập tức bị một cỗ hỏa lực cực nóng gấp 10 lần bao phủ, hư không sôi trào, thân hình tỷ hưu phi độn cực nhanh lập tức chậm lại rất nhiều đồng tử kim đồng co rụt lại, bỗng nhiên chân dẫm mạnh một cái, lập tức phụ cận vang lên thanh âm xùy xùy, vô số đạo kiếm khí vô hình từ trên người nàng bắn ra. Nàng lập tức há miệng phun ra một đạo kim quang chói mắt, lóe lên dung nhập vào bên trong những kiếm khí kia, lập tức một mảnh hàn quang màu vàng hiển hiện ra, quét lên không trung va chạm với đám bạch quang cực nóng kia. Hai màu hào quang kim bạch đan xen vào một chỗ, thanh âm bạo liệt ầm ầm, tiếng nổ vang liên miên, hư không chấn động kịch liệt, thiên địa theo đó cũng biến sắc. Hàn quang màu vàng run rẩy kịch liệt, rõ ràng đang ở Hạ Phong, nhưng vẫn ngoan cường ngăn cản bạch quang cực nóng kia trùng kích. Hừ, đại Hàn áo đỏ hư lạnh một tiếng, trong tay biến đổi pháp quyết lần nữa, sau đó bỗng nhiên một tay chảo vào hư không. Ầm ầm, Kiêu Dương màu trắng giữa không trung đột nhiên biến lớn lần nữa, sau đó phảng phất như một khối thiên thạch to lớn vô cùng, nện xuống hướng Kim Đồng cùng Tỷ Hưu. Kiêu Dương màu trắng chưa đến, một cỗ man lực ngập trời khó có thể hình dung đã áp bách tới trước dẫn tới hư không phụ cận rung động ông ông điên cuồng hiện ra từng vết dạn thật dài bạch quang trên người tỳ hưu lập tức tán loạn hơn phân nửa đôi cánh màu trắng trên sống lưng cũng vỡ vụn biến mất thân thể giống như diều đứt dây rơi xuống sơn mạch phía dưới ánh mắt kim đồng phát lạnh trên người đại phóng kim quang sau lưng lóe lên kim quang vậy mà hiện ra một bóng người to lớn màu vàng cao vài chục trượng bóng người này mơ hồ không rõ chỉ có thể nhìn thấy trong tay đang nắm một thanh vũ khí to lớn hình dáng liêm đao Liêm đao màu vàng trong tay kim đồng to lớn cũng đột nhiên tách ra từng trận kim quang chói mắt, vô số phù văn màu vàng ở trong đó sôi trào cuồn cuộn. Ầm ầm một tiếng trầm đục, thiên địa linh khí phụ cận nổi lên sóng gió kịch liệt ầm ầm, toàn bộ thiên địa trở nên ảm đạm, sau đó tất cả thiên địa linh khí đều hội tụ tới liêm đao như cái phếu, dung nhập vào trong đó. Liêm đao màu vàng lập tức biến lớn lên rất nhiều, bên ngoài hiện ra từng nhóm phù văn màu vàng. Vào thời khắc này, hư ảnh kim đồng to lớn sau lưng đột nhiên bắn ra, hóa thành một đạo kim quang, lóe lên dung nhập vào trong liêm đao màu vàng. Toàn thân liêm đao màu vàng lập tức phát ra kim quang chói mắt, mắt thường khó có thể nhìn thẳng. Liêm đao rung động lắc lư ông ông, một cỗ khí thức ác liệt cường đại không biết gấp bao nhiêu lần so với trước từ phía trên bộc phát ra, tràn ngập cả phiến hư không phụ cận. Chảm, kim đồng không để ý đến liêm đao trong tay, ánh mắt bình tĩnh ngước nhìn kiêu dương trên không trung đang rơi xuống, trong miệng quát khẽ một tiếng, sau đó hai tay cầm liêm đao to lớn, bay bổng chém lên kim quang lóe lên, một đạo kim quang hình loan nguyệt lòe loẹt lóa mắt từ trên liêm đao bắn ra, rắn chắc chạm lên kiêu dương màu trắng đang cấp tốc từ không trung rơi xuống. Phốc suy một tiếng vang nhỏ, kiêu dương màu trắng thình lình bị chém thành hai nửa, lướt sát qua thân thể kim đồng cùng tỷ hưu. Đại hàn áo đỏ phía sau thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống. Hai tiếng nổ mạnh long trời lở đất vang lên, hai nửa kiêu dương màu trắng rơi đập lên dãy núi phía dưới. Mặt đất sung chuyển một hồi, tiếp theo một vòng quang sóng hỏa diễm bạch sắc hiển hiện ra, trùng kích về bốn phương tám hướng, những nơi đi qua hết thảy đều vỡ vụn từng khúc như bọt biển, nhấc lên phong bạo ngập trời. Tỳ Hưu cũng bị cỗ gió lốc này cuốn bay, bất quá giờ phút này kiêu dương màu trắng đã bị chém nứt, lực áp bách hư không phụ cận cũng theo đó biến mất, bạch quang trên người Tỳ Hưu lập tức khôi phục sáng ngời, liền ổn định lại thân hình. Thân thể nó chợt quay lại phía sau, phun mãnh liệt một cái. Ầm ầm, một cỗ không gian phong bạo hùng vĩ từ miệng Tỳ Hưu phun ra, thân thể nó phồng lên rồi lập tức nhanh chóng khôi phục, đồng thời thân thể bắn ngược về phía sau nhanh vô cùng, lóe lên biến mất ở phía chân trời xa. Tốc độ cực nhanh, vẫn còn trên cả không gian nuốt hấp vừa rồi. Từng cỗ không gian phong bạo quét ra, giống như sóng to gió lớn trùng kích lên người đại hàn áo đỏ đuổi sát phía sau. Hồng Vân quanh người gã cuồn cuộn kịch liệt, dừng lại một chút. Gặp tình hình này, sắc mặt đại hàn áo đỏ trầm xuống, bỗng nhiên hồng quang trên người ép xuống, một tay nắm chặt, bỗng nhiên tung một quyền về phía trước. Một quyền ảnh màu đỏ lớn vài mấu hiển hiện ra, đánh vào phía trên không gian phong bạo kia. Đùng đùng tiếng giòn vang liên tiếp, những không gian phong bạo kia bị đánh tan giống như cuồng phong quét lá rụng, lập tức phiêu tán vô tung. Sắc mặt đại hán áo đỏ khó coi, một tay phất lên, hỏa vân quanh người lại cuồn cuộn lên, sau đó giống như sóng dữ tiếp tục bay về phía trước. Giờ khắc này, Kim Đồng cùng Tỳ Hưu đã bay về phía trước không biết bao nhiêu vạn dặm, thân thể tỷ hưu bắn ngược ra phía trước rốt cuộc đã tiêu hao hết quán tính. Nó lập tức quay đầu về phía trước, toàn lực phi độn chạy trốn. Trên lưng tỷ hưu, kim đồng phát ra một kích kinh thiên vừa rồi, khí thức trên người suy yếu không ít, kim quang bên ngoài thân cũng ảm đạm rất nhiều. Giờ phút này nàng khoanh chân ngồi xuống, đặt chuôi liêm đao màu vàng kia ở trên đùi, lật tay lấy ra từng kiện tiên khí linh quang bắn ra bốn phía đưa vào trong miệng như nước chảy. Khí tức trên thân kim đồng lập tức khôi phục nhanh chóng, Kim quang bên ngoài thân cũng dần dần sáng lên. Lão đại, tiếp tục chạy trốn như vậy cũng không phải biện pháp, sớm muộn chúng ta sẽ bị tên quỷ đòi mạng cửu nguyên quan phía sau đuổi kịp, liên hệ tâm thần giữa chúng ta cùng chủ nhân đã khôi phục, tuy rằng trước đây ít năm không biết chủ nhân chạy tới nơi nào, hôm nay hẳn là đã quay trở về chân tiên giới rồi, hay là nghĩ cách liên lạc với hắn, để hắn mau chóng chạy tới hỗ trợ a." Tỳ Hưu tiếp tục phi độn về phía trước, trong miệng nói ra. "Không cần, việc của chính ta thì một mình ta gánh chịu." không cần tìm hắn hỗ trợ kim đồng bỗng nhiên mở to mắt đôi mắt đẹp lóe lên sau đó lạnh giọng nói ra trong bụng tỳ hưu phỉ báng nhịn không được huyên thuyên oán trách một tiếng bất quá thanh âm ép thấp tới cực điểm ngươi đang lầu bầu cái gì đó kim đồng nhìn lại không có ta đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể thoát khỏi tên kia đuổi giết tỳ hưu vội vàng cười làm lành nói chúng ta lấy phương thức này chạy trốn ra hỏa kia càng ngày sẽ càng biết rõ tiếp theo sẽ càng thêm nguy hiểm tiểu bạch hay là ngươi đi tìm đại thúc đi. Kim Đồng thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Lão đại, nếu như không phải nhờ ngươi trợ giúp, ta không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá đến cảnh giới thái ất. Còn lĩnh ngộ ra thần thông, thôn không thuật, ta tuy rằng sợ chết, bất quá tuyệt sẽ không ly khai ở thời điểm này. Tì hưu khẽ giật mình, tiếp theo trịnh trọng nói. Kim Đồng có chút kinh ngạc liếc tì hưu một cái, lập tức gật đầu nhẹ, không nói gì nữa. Đi nhanh đi, ra hỏa kia sắp đuổi kịp rồi. Tỳ hưu nói xong, thân hình khẽ động, trên lưng lần nữa hiện ra một đôi cánh màu trắng, mảng lớn bạch quang từ phía trên phát ra, bao lấy hai người lao vụt bể phía trước nhanh như điện chớp. chương 800, Thương Đô Ma Vực, vài tháng sau, Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không đi tới vùng cao nguyên, đất đai toàn một màu đen. Ở đây khí hậu khô giáo, thỉnh thoảng có vài trận cuồng phong thổi qua, cuốn cắt bụi màu đen bay đầy trời, thậm chí có khi mấy mảnh đất bị gió cuốn bụi đen bay ra bốn phía. Đến đây rồi, biểu tình trên mặt Thạch Xuyên không cũng nhẹ nhàng thả lỏng. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi hai người rời khỏi Hùng Cứ Thành, dọc theo đường đi ngựa không dừng vó, bởi vì khu vực này thạch xuyên không gần như quen thuộc, dọc đường hai người thay đổi mấy lần lộ tuyến, để đề phòng bị chặn lại, chắc chắn không thể sử dụng truyền tống trận của thành trấn dọc đường. Có vẻ phương pháp này khá hiệu quả, suốt dọc đường rất thuận lợi, cũng không gặp thế lực của đại ca Thạch Xuyên không truy đuổi, nhưng cũng không có bất kỳ tin tức nào liên quan tới Tam Ca. Cứ như vậy trôi qua hai tháng, ở phía trước, cuối chân trời xuất hiện hai ngọn núi cao vạn trược, giữa hai ngọn núi tọa lạc một thành trì màu đen. Tuy giờ phút này cách quá xa, nhưng lấy tầm nhìn của Hàn Lập, mơ hồ có thể thấy thành trì này kích thước cũng không nhỏ. Nơi đây coi như đã đi sâu vào cao nguyên hắc thổ, hoàn cảnh chung quanh ngày càng tồi tệ, cơn lốc bốn phía thổi qua đầy đất, cuốn hắc xa che khuất cả bầu trời, trong đó thậm chí có nhiều mảnh nham thạch to như ngọn núi nhỏ bay lượt, nếu không phải tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên, người thường hoặc ngay cả tu sĩ cấp thấp e rằng không cách nào đặt chân ở chỗ này được. Dĩ nhiên đối với hai người Hàn Lập thì chuyện đó không ảnh hưởng gì. Ngược lại tòa thành trì màu đen kia ở giữa hai tòa cự phong, lại có vẻ yên ắng, lấy nó làm trung tâm, chu vi xung quanh ngàn dặm là một mảnh yên lặng, dường như có cấm chế nào đó ngăn cách gió bão tàn phá bên ngoài. Rốt cuộc cũng tới rồi, Thạch Xuyên không nhìn xa xa, mắt sáng lên, thở dài. Đây là nhấm sơn thành, nơi đây khí hậu quá tồi tệ, ma khí cũng không nhiều, chung quanh lại không có quặng mỏ cùng ưu thế địa lý, tại sao ngươi lại xây thành trì ở loại địa phương này? Hàn lập ngắm xung quanh, không hiểu hỏi, nhấm sơn thành này cũng không phải ta xây, nơi này từng là nơi cư trú của tộc quần xa đà tộc, sau khi bọn họ rời đi vài vạn năm trước, ta nghĩ biện pháp mua lại chỗ này, cũng tốn không ít tâm tư cải tạo thành hình dáng như hôm nay. Hoàn cảnh mặc dù chưa ra gì, nhưng nhìn lại nó không phải là một nơi có bình phong thiên nhiên che chở sao. Thạch Xuyên không cười đắc ý nói sợ rằng đây không phải là điểm mấu chốt theo ta quan sát dọc đường kết hợp mấy bước ma vực bản đồ kia của ngươi nhẫm sơn thành này cũng là nơi giao nhau giữa mấy tòa thành lớn lại cùng thập hoạn sơn mạch cách nhau không quá xa dùng để kinh doanh ngược lại rất thích hợp hàn lập cười nói người hiểu ta chỉ có lệ huynh ánh mắt thạch xuyên không sáng lên cười ha ha nói chúng ta cứ đi qua như vậy sao chỗ này mặc dù là địa bàn của ngươi nhưng ngươi đi xa thời gian dài như vậy chưa chắc sẽ không có vấn đề xảy ra ngay sau đó Hàn Lập lại nghĩ tới điều gì, nhắc nhở Thạch Xuyên không? Không sao, ta đã sống âm thầm liên lạc với bên trong thành, bên đó hẳn là không có xảy ra chuyện gì khác thường, tạm thời những người đó chưa để ý đến nhẫm sơn thành này Thạch Xuyên không tự tin nói. Vậy thì tốt, Hàn Lập gật đầu, trong lúc hai người nói chuyện, phi tòa tiếp tục bay về phía nhẫm sơn thành. Phía trước, hai tòa cự phong trong tầm mắt trở nên lớn lên rõ ràng, càng nhìn gần, hai ngọn núi cao vút, che khuất trong mây, trông rất nguy nga tráng lệ, mà chính giữa hai tòa cự phong là nhẫm sơn thành, tuy so sánh cùng cự phong thì có vẻ không đáng kể, nhưng nhìn kỹ lại, chính xác là tòa thành vừa lớn vừa có một cổ khí thế trang nghiêm. Tường thành cao mấy trăm trượng, từng đạo độn quang thường xuyên ra vào, trong đó không thiếu các kiểu phi xa, phi thuyền. Trên mặt đất cũng bắt đầu thấy vô số cự hình chu sa xuyên lục địa, từ bốn phương tám hướng đến nhẫm sơn thành, so với hắc dấu thành thì náo nhiệt hơn rất nhiều. Hàn lập thấy cảnh này, trong con người thoáng kinh ngạc mà thạch xuyên không nhìn thành trì to lớn phía trước trong mắt không thể kìm chế vẻ hưng phấn còn có chút kiêu ngạo vì để không làm người khác chú ý thạch xuyên không điều khiển tốc độ phi toa chậm lại nhưng chỉ chốc lát sau đã đến bờ nhẫm sơn thành từ giữa không trung nhìn xuống bên trong thành cao ốc mọc như rừng từng con đường thẳng tắp sang khắp nơi trên đường phố xe cộ qua lại như nước dòng người như thoi đưa sầm uất vô cùng hơn xa hắc dứa thành và hùng cứ thành trên bầu trời lơ lửng mười mấy cây ngọc trụ to lớn trên từng cây cột khắc đạo đạo phù văn màu đen, nhìn giống như pháp khí bảy trận to lớn nào đó. Lấy mười mấy cây cột này làm trung tâm, màn sáng màu đen bao chung quanh, phù khắp thành và chu vi ngàn dặm, chống đỡ bão cắt đầy trời. Ở trong nhẫm sơn thành, tám vị trí phía đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc có tám cửa thành thật to, lúc này tất cả tám cửa đều đã mở, rất nhiều phi chu, phi sa tụ tập đến tám cửa thành, xếp thành một đội ngũ thật dài, chờ đợi để vào thành chỉ có tám cửa vào có vẻ quá ít ra vào thành phải đợi lâu như vậy xem ra cần xây dựng thêm mấy cửa thành nữa thạch xuyên không thấy cảnh trước mắt lẩm bẩm tính toán hắn cũng không cho phi toa đáp xuống đất xếp hàng mà điều khiển từ giữa không trung bay thẳng vào bên trong thành xung quanh nhẫm sơn thành có không ít ma tộc mặc giáp màu xám tuần tra thấy ô thần phi toa đến gần một đội tuần tra ma tộc lập tức tiến lên chặn lại đứng lại người tới là ai mau xưng tên ra đội trưởng tiểu đội tuần tra quát hỏi Thạch Xuyên không thu hồi phi toa, không nói gì, chỉ vung tay một cái. Trong tay gã đội trưởng xuất hiện một khối lệnh bài màu tím, trên đó viết hai chữ cổ ma tộc, tản mát ra tử quang mờ mịt. Thì ra là khách quý của phủ thành chủ, tại hạ thất lễ, hai vị xin mời vào. Đội trưởng tuần tra thấy lệnh bài màu tím, sắc mặt lập tức đại biến, cung kính thi lễ. Sau đó hắn lấy ra một lệnh kỳ màu đen, niệm thần chú thật nhanh, lập tức vung lên. Một đạo hắc quang từ bên trong lệnh kỳ màu đen xì ra, nhập vào bên trong màn sáng màu đen trước mặt, sau đó màn sáng mở đi một chút, rồi nứt ra một khe hở mấy trượng nhìn giống như cửa vào. Thạch Xuyên không nhìn mấy người kia gật đầu, sau đó cùng Hàn Lập bay vào. Bên trong thành cũng không có cấm chế cấm không, từng đạo độn quang ở giữa không trung bay qua lại, Thạch Xuyên không mang Hàn Lập lẫn vào trong đó, bay tối hướng trung tâm thành trì. Chỉ sau chốc lát, hai người đáp xuống một tòa phủ để chiếm diện tích không nhỏ trong thành. Nơi này cách xa khu phố sầm uất, rất hiền tĩnh, trước cửa cũng không có kẻ canh gác, chỉ có một lão giả mặt mũi thanh nhã, mặc trường sam xa màu xanh, nhìn có chút suốt trần đứng ở đấy. Thiếu chủ, ngài đã bình an trở về, lão nô cũng yên tâm rồi. Hai người hàn lập vừa tiếp đất, lão giả áo xanh lập tức bước nhanh lên đón chào, giọng nói có chút kích động. Kỳ lão, ngài vẫn khỏe chứ? Thạch xuyên không khẽ cười một tiếng, trong lúc đang nói chuyện, tay hắn bắt pháp quyết, hắc quang trên người chấp động, khôi phục dung mạo vốn có. Lệ đạo hiếu, vị này là kỳ lão, năm đó mẫu thân ta lưu lại người cũ, từ nhỏ đã hầu hạ ta lớn lên, tuyệt đối đáng tin cậy. Kỳ lão, vị này chính là lệ đạo hữu mà lúc trước ta nhắc tới với ngươi. Thạch xuyên không liền giới thiệu hai bên với nhau, thì ra là kỳ đạo hữu, hạnh ngộ. Hàn lập cũng không giải trừ thuật biến thân, quan sát thật nhanh kỳ lão một chút, còn người xẹt qua một luồng kỳ quang, chắp tay thi lễ. Kỳ lão mặc dù hết sức ẩn giấu khí thức bản thân, bất quá sau khi hắn thăm dò, tu vi thấp nhất cũng đạt tới cảnh giới thái ất, đoán chừng vẫn cao hơn mình. Tu vi kỳ lão cũng không có gì, để cho hàn lập kinh ngạc chính là trên người lão giả này mặc dù tản ra ma khí, nhưng trong căn nguyên lại là khí thức tiên linh lực, có chút tương tự với hắn. Lệ đạo hiếu, cảm ơn ngươi đoạn đường này đã hộ tống thiếu chủ nhà ta, tại hạ ở chỗ này bày tỏ lòng biết ơn. Thần tình kỳ lão nghiêm túc, trịnh trọng nói xong rồi thi lễ. Kỳ đạo hiếu quá khách khí rồi, hàn lập một lần nữa cười đáp, được rồi, kỳ lão, lệ đạo hiếu cũng không phải người ngoài không cần giữ lễ như vậy làm gì để người ta không được tự nhiên lệ huynh chúng ta đi vào trước rồi nói sau thạch xuyên không cũng nói kỳ lão gật đầu một cái mang hai người đi nhanh vào phủ đệ thập tam hoàng tử điện hạ thập tam hoàng tử điện hạ ngài trở lại rồi điện hạ lần này đi xa có thuận lợi hay không bên trong phủ đệ mấy người hầu hộ vệ thấy thạch xuyên không lập tức chen chúc tới tranh nhau thăm hỏi sức khỏe thạch xuyên không tươi cười chào đón đáp lại từng câu hỏi của mọi người, không chút nào tỏ ra vẻ hoàng tử. Thôi nào, hoàng tử điện hạ mới vừa trở lại, có rất nhiều chuyện cần phải làm, đừng có xuống lại chỗ này. Kỳ lão trầm giọng nói, ở chỗ này uy nghiêm kỳ lão tựa hồ cực cao, mấy người đó nghe xong lời này, rất nhanh tản đi làm việc của mình. Để cho lệ đạo hữu chê cười rồi, Thạch Xuyên không thấy sắc mặt hàn lập khác thường, cười giải thích. Xem ra, Thạch đạo hữu được mọi người yêu mến như vậy, lệ mẫu khâm phục còn không kịp, lẽ nào lại chê cười hàn lập tỏ vẻ không sao cả ba người tiếp tục đi về phía trước rất nhanh tới đại sảnh bên trong ngồi xuống kỳ lão ta đã rời thánh vực nhiều năm làm ngươi khổ cực vì ta trông coi nhẫm sơn thành này ta vừa rồi một đường tới đây hiệu buôn các nơi bên trong thành so với trước đây nhiều hơn một thành dân số bên trong thành so với trước kia cũng nhiều một chút đây đều là công lao của ngươi thạch xuyên không nói thiếu chủ khen lầm rồi Lão nô bất quá dựa theo kế hoạch ngài lúc gần đi lập ra rồi thi hành từng cái thôi. Bên trong thành hiệu buôn cùng dân số mặc dù so với trước đó có gia tăng, nhưng bên trong rồng rắn hỗn tạp, mấy vị kia nóng mắt, thấy nhẫm sơn thành sầm uất, đưa vào nội gián không ít. Những năm nay lão nô gần như hao hết tâm lực đàn áp, đáng tiếc hiệu quả cũng không tốt hơn bao nhiêu, ở bên trong thành bề ngoài nhìn tựa như sầm uất, người ngựa như mắc cửi, bên trong dòng nước ngầm đã bắt đầu mãnh liệt xa xa không bằng năm đó thiếu chủ tự mình quản lý, lúc đó mới gọi là gọn gàng ngăn nắp. Kỳ lão xấu hổ nói, nếu không có cách nào đàn áp, vậy lấy lui làm tiến, cứ để bọn họ tới, toàn bộ nhấm sơn thành đều nằm trong lòng bàn tay của ta, nếu như mấy người kia đưa thịt béo đến miệng, ta không ăn thì thất lễ với bọn họ rồi. Kỳ lão không cần phải lo lắng, chuyện này ta biết rồi. Thạch xuyên không khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm như biển, sâu không thấy đáy. Vâng, lão nô biết rồi. Kỳ lão thấy vẻ mặt Thạch Xuyên không như vậy, vẻ phiền muộn trên mặt cũng biến mất. Hàn lập lẳng lặng ngồi một bên, thấy một màn trước mắt, trong lòng động một chút. Thạch Xuyên không bày mưu lập kế, đạo lý kinh doanh, so sánh với chém giết địch còn muốn ngang ngược hơn rất nhiều. Đúng rồi, tin tức Tam ca bên kia có truyền tới hay không? Ngay sau đó Thạch Xuyên không nghĩ tới điều gì, vội hỏi. Chương 801, vắng mặt, chương 801, vắng họp, Tam hoàng tử điện hạ đưa tin nói đã phái người tới tiếp ứng đoán chừng nửa tháng nữa là tới kỳ lão nói không biết tam ca phái người phương nào tới thạch xuyên không nghe vậy ánh mắt sáng lên ta cũng không biết tam hoàng tử điện hạ cũng không nói rõ kỳ lão lắc đầu nói bất kể là ai có người tam ca giúp quãng đường kế tiếp thuận tiện hơn rất nhiều thạch xuyên không hơi thất vọng ngay sau đó lại phấn khởi nói hàn lập nghe vậy trong lòng cũng hơi buông lỏng nếu một thời gian nữa người của tam ca mới đến vậy chúng ta ở đây một thời gian Thuận tiện xử lý chuyện những hiệu buôn một chút. Lệ Đạo hiếu nhân cơ hội này ngươi nghỉ ngơi chút đi. Thạch Xuyên không nói, cũng tốt, Hàn Lập gật đầu đứng lên, Kỳ lão gọi tới một thanh y thị nữ 16, 17 tuổi, mang Hàn Lập xuống dưới nghỉ ngơi. Hàn Lập biết bọn họ có việc thương lượng, liền đứng dậy cáo từ rời khỏi. Thiếu chủ, vị Lệ Đạo Hữu này thật sự tín nhiệm được chứ? Hàn Lập vừa rời khỏi, Kỳ lão lập tức hỏi. Kỳ lão yên tâm, Lệ Đạo Hữu cũng không phải là người trong thánh vực ta đó là hảo hữu ta kết giao ở tiên vực đã ở chung nhiều năm đã từng vài lần được hắn cứu giúp tuyệt đối không có vấn đề thạch xuyên không khoát tay áo nói